Chiến thần bất bại, tiêu chính văn. chương 921, uy lực của võ thí thiên. Tần Hán Quốc ở bên cạnh rất lo lắng, chán đầm đìa mồ hôi lạnh. Đã nói đừng kích động rồi mà, nhưng ai ngờ vẫn không ngăn chặn được. Nhìn thấy đám đệ tử của võ thần tông này ai nấy đều hung ác, đa số đều tỏ vẻ không giết chết được tiêu chính văn thì không từ bỏ. Tần Hán Quốc vội vàng tiến lên giải thích, mọi người à, đừng nên nóng vội, đừng kích động tuyệt đối đừng kích động nhưng đám đệ tử của võ thần tông mặc kệ tức giận nói cút mau hôm nay không giết chết tên hung hăng cản quấy này chúng tôi không phải là người của võ thần tông đánh thất sư huynh bị thương đồng nghĩa với việc đối địch với võ thần tông chúng tôi nói gì cũng vô dụng đừng nói xin lỗi cho dù có quỳ xuống xin lỗi cũng vô ích thôi võ thần tông chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận Đám đệ tử của Võ Thần Tông này đột nhiên nổi giận muốn giết Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn vẫn đứng yên tại chỗ, chắp tay sau lưng không hề sợ hãi. Anh ngăn Tần Hán quốc lại, nói: "Ông Tần, giải thích với bọn chúng không có ích gì đâu. Chỉ có dùng nắm đấm mới khiến bọn chúng kính sợ." Nói xong, ánh mắt anh toát lên sự lạnh lẽo, hờ hững liếc nhìn gần 100 đệ tử của Võ Thần Tông xung quanh. "Rầm!" Trong chốc lát, luồng sức mạnh trên người tiêu chính văn bộc phát lần nữa, uy lực khủng bố ngất trời quét sạch toàn bộ quảng trường Võ Thần Tông. Những tên đệ tử của Võ Thần Tông đang nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn tiếp tục bị chấn động bởi luồng sức mạnh và uy lực của anh. Bọn họ đều mang vẻ mặt nặng nề chừng mắt liếc xéo tiêu chính văn. Thiên vương, anh ta lại là cường giả thiên vương. Chẳng trách một chiêu có thể đánh bại được thất sư huynh. Giờ phải làm thế nào, Ngoài Thiếu tông chủ ra có lẽ không ai trong số chúng ta là đối thủ của anh ta. Lúc này, đám đệ tử của Võ Thần Tông đều hoảng sợ. Đối mặt với cường giả Thiên Vương, cường giả cấp chiến thần và chủ soái như bọn họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Sợ cái gì, đây là Võ Thần Tông, cho dù có là cường giả Thiên Vương, khi đến Võ Thần Tông cũng phải cúi đầu. Một trong số đó có kẻ tức giận nói: những kẻ còn lại lập tức hăng hái lao vào tiêu chính văn thấy đám đệ tử của võ thần tông lao tới tiêu chính văn lắc đầu gương mặt lạnh băng có thể thấy đám đệ tử của võ thần tông này không có kẻ nào dưới cấp chiến thần trong số đó còn có hai ba kẻ đã đạt tới cảnh giới chủ soái nền tảng đáng sợ như vậy không hổ là võ thần tông số một của hoa quốc hừ tiêu chính văn hừ một tiếng đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng dõi theo đám đệ tử của võ thần tông đang xông tới sau đó anh giơ tay một đòn hội tụ sức mạnh cấp thiên vương của anh công kích về phía trước dầm cú đấm này có sức mạnh vô cùng lớn như một vụ nổ hạt nhân đánh bay mười mấy tên đệ tử võ thần tông bao gồm những kẻ có cầm theo vũ khí những đệ tử võ thần tông này thậm chí còn chưa chạm tới tiêu chính văn đã bị anh dùng một đòn đánh bật ra đây chính là sức mạnh vô địch của cường giả Thiên Vương. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, mười mấy đệ tử của Võ Thần Tông, có kẻ va vỡ ngọn đèn bằng đá, có kẻ đập vào cột đá, còn có kẻ đụng vào bức tường, nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống đất, tay ôm lấy ngực, máu chảy không ngừng. Lúc này, tất cả đều vô cùng tĩnh lặng. Mấy đệ tử của Võ Thần Tông đang muốn lao vào Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh này lập tức hoảng sợ, đưa mắt nhìn nhau. Quá đáng sợ đây chính là thực lực của cường giả thiên vương sao hai tay tiêu chính văn chắp sau lưng lạnh lùng liếc nhìn mấy đệ tử của võ thần tông xung quanh sau đó anh cất bước dẫm qua người của mười mấy đệ tử đang ngã sóng xoài dưới đất bước vào trong chính điện chính điện vô cùng rộng rãi nhưng hơi u tối xung quanh còn có cột đá cực lớn trên đó điêu khắc đủ loại hoa văn sâu bên trong chính điện có một chiếc ghế đá ở trên bục cao lúc này có một người đang ngồi uy nghiêm ở trên đó. Người này to lớn vạm vỡ, toàn thân toát ra khí thế đủ để khiến người ta phải hồn bay phách lạc. Cho dù có ở cách xa hàng chục mét, Tiêu Chính Văn vẫn có thể cảm nhận được sát khí lạnh lùng ngất trời của người đó. Ông ta chính là tông chủ của Võ Thần Tông. Cả đại điện vô cùng tĩnh mịch. Người kia ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lùng mở lời, "Vua Bắc Lương, đánh nhiều đệ tử của bản tông chủ bị thương." cậu đã biết mình phạm phải tội gì chưa? Bản soái không biết. Tiêu chính văn đứng trong đại điện, không hề e sợ, trong mắt lóe lên tia sáng. Dù đang đối mặt với tông chủ của võ thần tông, sự tồn tại thần bí nhất của võ tông Hoa Quốc thì tiêu chính văn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì, anh là vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Võ Thí Thiên cười khẩy, ánh mắt toát lên sát khí nói, là tội chết chỉ ba chữ đơn giản đã khiến nhiệt độ của cả chính điện hạ thấp cực độ luồng sức mạnh kinh sợ kia lại được phát ra từ trên người võ thí thiên lao thẳng vào tiêu chính văn dầm tiêu chính văn bị luồng sức mạnh này làm chấn động phải lùi lại ba bước nhưng đến bước thứ tư thì lập tức dừng lại sắc mặt nặng nề đứng nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm võ thí thiên đang ngồi trên ghế đá luồng sức mạnh này quá mạnh tiêu chính văn nghiến răng nghiến lợi vững vàng chống đỡ lại thú vị đấy. võ thí thiên hờ hững nói một câu, sau đó luồng sức mạnh trên người ông ta lại bộc phát lần nữa. ầm, um, tiêu chính văn bất ngờ cảm nhận được luồng sức mạnh đang chấn áp anh, lần nữa trở nên khủng khiếp hơn, giống như ngọn núi thái sơn đang đè lên người anh. thậm chí đầu gối của tiêu chính văn đã bắt đầu run rẩy, vẫn không chịu quỳ xuống sao? võ thí thiên nhếch miệng cười nhạt, từ đầu đến cuối không ra tay chỉ dùng luồng sức mạnh của bản thân để trấn áp tiêu chính văn. Thấy tiêu chính văn chống đỡ được uy lực của cường giả thiên vương hay sao, võ thí thiên lập tức tăng luồng sức mạnh của mình lên. Dầm! Đột nhiên, luồng sức mạnh của thiên vương cấp 3 sao như sóng thần cuồn cuộn lao vào tiêu chính văn. Luồng sức mạnh này có thể khiến trời đất sụp đổ. Căn bản không phải một cường giả thiên vương thông thường có thể chống đỡ được. Tiêu chính văn cũng không ngoại lệ, Dầm. Đầu gối của anh nặng nề đập xuống đất, trong phút chốc, cả mặt đất nứt toát như mạng nhiệt, vết nứt lan ra bốn phía. Đồng thời, gương mặt tiêu chính văn đỏ bừng, gân xanh trên mặt và cổ nổi lên như rồng uốn lượn. Thậm chí, mũi anh cũng bắt đầu chảy máu cam. Nhưng tiêu chính văn vẫn kiên cường chống đỡ lại áp lực này. Sau đó anh chậm rãi nâng đầu gối lên, cho dù trên người không ngừng run rẩy nhưng anh vẫn chống đỡ lại sức mạnh hủy diệt này để đứng dậy. Ồ, vẫn có thể đứng dậy cơ à, cậu là kẻ đầu tiên có thể đứng dậy được trước sức mạnh thiên vương cấp 3 sau đấy. Võ Thí Thiên lạnh lùng nói, tay phải đặt lên ghế, ngón tay gõ đều đều phát ra âm thanh có tiết tấu. Đáng tiếc, trong võ thần tông, ai gặp bản tông chủ đều phải quỳ. Sứt lời, một tiếng rầm vang lên, luồng sức mạnh của Thiên Vương bốn sao trên người Võ Thí Thiên bất ngờ bộc phát. Chương 922, Tiêu Long đến. Luồng sức mạnh này bao trùm cả đại sảnh chỉ trong nháy mắt. Khoảnh khắc đó, trong mắt Tiêu Chính Văn, sau lưng Võ Thí Thiên đang ngồi thẳng trên ghế đá kia như có ba con rồng đen khủng bố và hung ác cùng lao về phía anh, phát ra những tiếng gầm gừ dữ tợn. Ầm. Um, một giây sau, luồng sức mạnh này bao trùm lên người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng không thể chống đỡ nổi, xương bánh chè khuỵu xuống thêm lần nữa, quỳ phịch một tiếng lên trên mặt đất. Cả mặt đất lập tức giãn nứt rồi lan rộng ra khắp bốn phía. Cả người Tiêu Chính Văn run bần bật, vừa vùng vẫy vừa chống cự. Rầm! Trên người Tiêu Chính Văn cũng toát ra khí thế vô cùng khủng bố, hơi thở thiên vương một sao lan ra khắp đại điện. Khoảnh khắc đó, sau người Tiêu Chính Văn giống như xuất hiện một con rồng vàng nó vây quanh anh, gầm gừ bên trong đại điện, đối kháng với khí thế trên người võ thí thiên. Thế nhưng rất rõ ràng, khí thế của tiêu chính văn yếu hơn rất nhiều so với võ thí thiên. Giác, chỉ trong khoảnh khắc, khí thế thiên vương trên người tiêu chính văn đã sụp đổ. Tai mắt mũi miệng của tiêu chính văn đều chảy máu, sắc mặt dữ tợn, chống đỡ áp lực quá đỗi mạnh mẽ đang đè trên người mình. Khoảnh khắc đó, hai tay anh chống trên mặt đất, cả người giống như đang gánh vác cả bầu trời. A à, a, à, à. Tiêu Chính Văn gầm lên, phát ra tiếng kêu như loài dã thú, muốn nâng áp lực trên người dậy. Thế nhưng, Võ Thí Thiên vẫn lạnh lùng, nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt sắc bén, cười khẩy nói, vậy mà vẫn có thể chịu đựng được, huyết mạch nhà họ Tiêu quả nhiên đáng sợ. Nói xong, Võ Thí Thiên giơ một ngón tay lên. Ầm. Uhm, trong nháy mắt, áp lực khủng bố trên người tiêu chính văn lập tức tan biến hết. Tiêu chính văn cũng có cơ hội tạm nghỉ. Anh hít sâu một hơi, những mày, khắp mặt be bét máu, ánh mắt uy nghiêm nhìn võ thí thiên đang ngồi trên ghế đá. Võ thí thiên, tiêu chính văn lạnh lùng nói, cả người ngập tràn sát khí. Võ thí thiên chỉ nhếch môi cười nhạt, sau đó ngón tay lại hạ xuống thêm lần nữa. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt bốn tầng áp lực nặng nề giống như một cái búa từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đè lên trên người tiêu chính văn. Mỗi một tầng áp lực đều khiến cho cơ thể của tiêu chính văn hạ thấp thêm một chút. Sau bốn tầng áp lực, cả người tiêu chính văn đã bị đè bẹp trên mặt đất. Mặt đất đều nứt toát ra. Mà lúc này, võ thí thiên cũng điềm nhiên thu tay lại, ông ta đứng dậy, bước từng bước xuống dưới, lạnh lùng nói, vua Bắc Lương, đến võ thần tông của tôi thì phải làm theo quy định của nơi này. Vừa nói dứt lời, tiêu chính văn lau máu trên khóe miệng, cười gần vài tiếng, bò dậy từ trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng đầy phẫn nộ nhìn võ thí thiên đang đứng trước mặt, nói hôm nay tôi đến đây là có một vấn đề muốn hỏi tông chủ võ. Mời hỏi, võ thí thiên chắp tay sau lưng, bình thản nói. Có phải thảm án nhà họ tiêu có liên quan đến ông và võ thần tông hay không? tiêu chính văn hỏi trong đáy mắt ngập tràn sát khí võ thí thiên lạnh lùng nhìn tiêu chính văn cười nói tôi nói là có liên quan thì cậu sẽ thế nào nghe vậy tiêu chính văn nhíu mày sát khí trên người đột nhiên bộc phát siết chặt nắm đấm lạnh lùng nói vậy thì tôi buộc phải tiêu diệt cả võ thần tông thôi ha 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 võ thí thiên ngửa mặt cười lớn nói quyết đoán đấy đột nhiên tôi thấy thích cá tính này của cậu rồi nhưng mà vua bắc lương nơi này là võ thần tông cậu nghĩ rằng bản thân có thể làm được gì hiện giờ trong mắt tôi cậu chẳng khác gì với mấy loài sâu bọ chỉ cần tông chủ tôi muốn giết cậu thì cũng chỉ trong tích tắc mà thôi nói xong cả đại điện đều rơi vào tĩnh lặng võ thí thiên không hề nói đùa đối với ông ta bây giờ giải quyết tiêu chính văn chỉ là chuyện phút chốc tiêu chính văn lau máu nơi khóe miệng cười lạnh lùng nói vậy ư Vậy thì sao tông chủ võ vẫn còn chưa ra tay đi. Câu nói này khiến cho Võ thí Thiên cau mày lại, sát khí bất chợt đông cứng trên gương mặt. Cậu thật sự cho rằng tôi không dám giết cậu sao? Võ thí Thiên lạnh lùng nói, giơ tay lên, túm lấy gáy của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, vù, một con dao găm lao thẳng tới từ phía cửa chính đại điện. Võ thí Thiên lập tức lùi ra sau một bước con dao đó xuyên thẳng qua khe hở giữa ông ta và tiêu chính văn sau đó phập một tiếng cắm lên ghế đá phía trên cao ầm uhm, ghế đá liền vỡ vụn võ thí thiên cao mày lửa giận thổi bùng lên trong đáy mắt quay đầu lại vẫn nộ nhìn bóng người lúc này đang sải bước tiến vào từ phía cửa chính bóng người đó mặc áo khoác dài màu đen rộng thùng thình lạnh lùng nói võ thí thiên ra tay với cháu trai của tôi là ông đang muốn võ thần tông bị tôi tiêu diệt à tiêu long tiêu chính văn quay đầu lại nhìn thấy tiêu long đã đi tới trước mặt mình tiêu long nhìn thấy những vết thương trên người tiêu chính văn thì sắc mặt lập tức trở nên u ám dám đánh cháu mình bị thương tên võ thí thiên này đúng là chán sống rồi sau khi võ thí thiên nhìn rõ người đến là ai ông ta cười khẩy nói không ngờ là đại nguyên soái của hoa quốc năm xưa thật sự vẫn còn sống tiêu long ông nên biết rằng tự ý xông vào võ thần tông của tôi chính là tội chết dù cho năm đó ông có là thiên long đại nguyên soái thì hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là kẻ thấp hèn giấu đầu lòi đuôi mà thôi tiêu long chắp tay sau lưng ánh mắt lạnh lùng nhìn võ thi thiên nói võ thi thiên ông đang muốn ra tay với tôi sao câu nói này khiến bầu không khí bên trong đại điện trở nên nặng nề hơn ầm uhm, trong nháy mắt khí thế trên người võ thí thiên và tiêu long đều bộc phát ra bên ngoài. Cả đại điện gần như không thể chịu nổi khí thế khủng khiếp trên người hai bọn họ. Võ thí thiên cao mày, thấy mình có xu thế bị tiêu long lấn át thì lập tức lạnh lùng nói tiêu long. Ông thật sự muốn đối đầu với võ thần tông sao? Tiêu Long lạnh lùng hừ một tiếng, nói, không phải tôi đối đầu với võ thần tông mà là võ thần tông của ông có món nợ máu với nhà họ tiêu của tôi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt võ thí thiên liền trở nên cứng đờ, sau đó lên tiếng, nhà họ tiêu giữ gìn cuốn sách thiên sơn thư lục cả nghìn năm rồi, năm đó nếu như không phải ông cứ khăng khăng không chịu cho bên ngoài mượn thì cũng sẽ không dẫn tới thảm kịch như thế. Tất cả những chuyện này đều là sai lầm của một mình tiêu long ông. Ha ha ha, tiêu long cười lớn, nói, võ thí thiên, ông vẫn giống như ngày trước thích già mồm lấn át lẽ phải, đâm bị thóc chọc bị gạo, thiên sơn thư lục là của nhà họ tiêu võ thần tông có tư cách gì để tranh giành cơ chứ hừ võ thí thiên bực bội hừ một tiếng nói tôi không muốn tranh cãi với ông chuyện ngày hôm nay tôi không truy cứu nữa dẫn cậu ta xuống núi đi kể từ ngày hôm nay tiêu chính văn chính là kẻ thù của võ thần tông chúng tôi tiêu long bật cười lạnh lùng nói như thế thì tốt nói xong tiêu long quay người dẫn tiêu chính văn rời khỏi đại điện cửa chính tần hán quốc thấy tiêu chính văn cả người đầy máu thì vô cùng lo lắng hỏi tiêu chính văn cậu không sao chứ tiêu chính văn lau máu trên mặt trong mắt ngập tràn lửa giận nói tôi không sao suốt lời ba người cùng rời khỏi võ thần tông bước ra khỏi tông môn võ thần tông tiêu long quay người nhìn tiêu chính văn lúc này đang vô cùng nhếch nhác nói thằng nhóc này chẳng phải ông từng nói không được tùy tiện đặt chân tới võ thần tông càng không được nảy sinh xung đột với võ thần tông rồi hay sao sao cháu lại không chịu nghe lời tiêu chính văn nhìn tiêu long nói tại sao lại không thể biết bao nhiêu mạng người của nhà họ tiêu đều trở nên rẻ rúng vì sự ích kỷ của bọn chúng vừa nãy sao ông không giết chết ông ta luôn đi tiêu long nhìn tiêu chính văn thở dài nói cháu thật sự cho rằng giết võ thí thiên dễ như thế sao Võ thần tông tuyệt đối không đơn giản như cháu nghĩ. Giết được một võ thí thiên thì sẽ có võ thí thiên thứ hai. Thực lực của cháu hiện giờ vẫn chưa đủ, liều mạng với võ thần tông là chuyện chẳng có lợi gì cho cháu, cho bác lương và cho cả hoa quốc. Thằng nhóc này, nghe lời ông nội, cố gắng để nâng cao thực lực của bản thân. Chỉ khi cháu đủ mạnh rồi thì mới có quyền lên tiếng. Nói xong, Tiêu Long nhìn Tần Hán Quốc rồi quay người rời đi. Tiêu chính văn nhìn tiêu long rời đi, nhíu chặt mày lại. Cuối cùng, anh quay đầu nhìn võ thần tông, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Võ thần tông, tôi nhất định sẽ đặt chân tới đây thêm lần nữa. Tới lúc đó tôi tất sẽ tiêu diệt sạch cả võ thần tông. Sau đó, tiêu chính văn và tần hán quốc rời khỏi võ thần tông, trở về giang chung ngay trong đêm. Buổi tối, trong biệt thự, Khương Vi Nhan vô cùng do dự nói với tiêu chính văn, Chồng à, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy em? Tiêu Chính Văn hỏi. Mấy người bác cả muốn tới Giang Trung, ngày mai sẽ đến." Khương Vi Nhan nói, trong ánh mắt có vẻ hơi ngập ngừng. "Khương Văn Kỳ, sao bọn họ lại đến Giang Trung?" Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Chương 923, đạp bay ra ngoài. Khương Vi Nhan khá khó hiểu, em cũng không rõ nữa. Sáng nay em mới nhận được điện thoại họ cũng chẳng nói gì qua điện thoại cả chỉ nói là mai sẽ đến giang trung bảo bọn em cứ đón tiếp thật chu đáo Trông à anh nói xem em và nhà họ khương đã cắt đứt hoàn toàn rồi nếu bác cả muốn đến đây em vẫn phải ra mặt tiếp đón sao lúc này khương vi nhan cảm thấy hơi bối rối mặc dù cô đã cắt đứt quan hệ với nhà họ khương cũng đã rời xa tu hà đến giang trung nhưng lòng cô vẫn cảm thấy rất buồn người một nhà ruột thịt có mâu thuẫn gì cũng không thể cắt đứt được, được tình thân, huống hồ còn là người thân sống với nhau hơn 20 năm. Thật ra Khương Vi Nhan cũng muốn dứt hẳn, mặc kệ cả gia đình Khương Văn Kỳ. Nhưng sau khi cô nói với Khương học bác chuyện này, Khương học bác lại khuyên cô nên đi gặp, Khương học bác nói, sau khi ông ta chết còn phải chôn cất tại nhà thờ tổ tiên của nhà họ Khương. Nếu thật sự không còn quan hệ với nhà họ Khương nữa thì Khương học bác là đứa con cháu chẳng ra gì của nhà họ Khương là đứa vứt bỏ tổ tiên. Thế nên vì bố mình mà bây giờ Khương Vi Nhan lại dao động. Thấy Khương Vi Nhan dối bời như vậy, Tiêu Chính Văn biết Khương Vi Nhan đang suy nghĩ gì, em đi gặp đi, chỉ khi gặp họ mới chứng tỏ được em thật sự đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương. Đôi khi càng không gặp thì càng thể hiện rõ chúng ta quá để ý đến nó. Vừa lúc cũng xem xem lần này cả nhà Khương Văn Kỳ đến đây làm gì. Nghe Tiêu Chính Văn Trấn An, Khương Vi Nhan mỉm cười gật đầu. Gặp thì gặp thôi. Quang Minh chính đại mà gặp để người ta khỏi nói ra nói vào, cũng để mình khỏi ở đây suy nghĩ lung tung. Ngày hôm sau, một chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Giang Trung. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nhiên ra khỏi sân bay, đeo kính dâm nhìn quang cảnh Giang Trung rồi tấm tắc vài tiếng. Con gái, Giang Trung và Tu Hà đúng thật là khác hẳn. Khương Văn Kỳ ngồi trong xe nhìn tòa nhà cao tầng xung quanh, trên đường có rất nhiều hiệu thuốc, cửa hàng, ông ta thầm cảm thán. Lúc này Khương Mỹ Nghiên đang dặm lại lớp trang điểm, cô ta mặc váy siêu ngắn màu đỏ, bên trên là áo sơ mi khoét khá sâu lộ ra bộ ngực trắng nõn nhìn rất gợi cảm. Bộp, cô ta đóng hộp trang điểm lại liếc nhìn cảnh vật bên đường qua cửa sổ, mắt lóe lên vẻ khinh thường nói, bố, cái nơi nghèo kiết xác này kém xa tu hà. Vừa xuống máy bay, con đã ngửi thấy các mùi thuốc đông y khó ngửi. Khương Văn Kỳ liếc nhìn cô ta nói, Giang Trung vốn dĩ là thành phố y dược, thoang thoảng mùi thuốc cũng rất bình thường. À phải rồi, lát nữa đến công ty của Khương Vi Nhan, con đừng gây mâu thuẫn gì với nó. Lần này chúng ta đến đây là có chuyện cầu cạnh nó, nếu gây chuyện thì sau này rất khó mở lời. Khương Mỹ Nhiên bực bội hừ một tiếng, đáp bố, con biết nhưng con không hiểu tại sao phải đến tìm Khương Vi Nhan nhà chúng ta đã có mâu thuẫn lớn với nhà họ như thế rồi ngộ nhỡ cô ta trở mặt thì làm sao khương văn kỳ đảo mắt nói yên tâm đi con nhóc khương vi nhan sẽ không làm thế đâu nói thế nào thì trong người nó vẫn còn dòng máu của nhà họ khương nếu nó cương quyết thế đến lúc đó chúng ta bóc phốt lên mạng suốt lời khương văn kỳ nở nụ cười tà ác như đã nắm chắc phần thắng trong tay khương mỹ nghiên gật đầu không lâu sau xe dừng ngay trước cửa tập đoàn Vi Nhan. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nhiên vừa xuống xe cũng bị chấn động bởi tòa nhà tập đoàn Vi Nhan trước mặt. Tòa nhà này có hơn 100 tầng, thế mà đều là của tập đoàn Vi Nhan. Tất nhiên là tập đoàn Vi Nhan vừa chuyển đến đây. Chỉ riêng tiền thuê thôi, một năm cũng phải tốn mấy trăm triệu rồi. Đứng trước cửa tập đoàn, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nhiên không khỏi hít sâu một hơi hai bố con chố mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và ngờ vực. Công ty này do Khương Vi Nhan mở sao? Lớn hơn công ty nhà họ Khương mấy chục lần. Bố, đây là công ty do con danh Khương Vi Nhan mở ra sao? Khương Mỹ Nhiên hơi chấn động, vẫn chưa hết kinh ngạc. Khương Văn Kỳ cũng sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại. Mặc dù rất không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng ông ta mở điện thoại ra kiểm tra địa chỉ gật đầu nói, "Ừ, chính là nơi này." Không ngờ, Khương Vi Nhan lại lập ra một công ty lớn như vậy ở Giang Trung. Càng nghĩ, sắc mặt Khương Văn Kỳ càng khó coi. Khương Vi Nhan rời khỏi nhà họ Khương lại có thể sống tốt như vậy. Điều này khiến Khương Văn Kỳ rất khó chịu. Sắc mặt Khương Mỹ Nghiên cũng trở nên u ám nói, "Bố, đã như thế, con nghĩ Khương Vi Nhan cũng không thiếu tiền, lát nữa chúng ta đòi thêm 200 triệu tệ nữa, bố thấy sao?" Khương Văn Kỳ sáng mắt, gật đầu nói, đúng rồi, phải đòi thêm 200 triệu tệ nữa. Sau đó hai người ngẩng cao đầu bước vào tòa nhà. Dù sao cũng là công ty của cháu gái mình, Khương Văn Kỳ tự cho là điều đương nhiên. Vừa bước vào trong, cô Lễ Tân đã ngăn họ lại hỏi, xin lỗi, cho hỏi hai người tìm ai. Khương Văn Kỳ chắp hai sau lưng, hất cằm lên nói, tôi tìm Khương Vi Nhan. Ông tìm xếp Khương à, có hẹn trước không? Cô Lễ Tân mỉm cười hỏi. Nghe thế, Khương Văn Kỳ xa sầm mặt mày, giơ tay lên tát vào mặt cô ấy một bạt tay, mắng nhiếc, hẹn trước. Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho rõ đi, tôi là người cần phải hẹn trước sao? Tôi là bác cả của xếp Khương các cô, bảo nó mau xuống đây gặp tôi. Cô Lễ Tân bị Khương Văn Kỳ tát đến mức ngơ ngác, che gò má xương tấy, uất ức nghẹn ngào, sao ông lại đánh người? Hừ! Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, quát đánh vì cô không biết điều. Đúng thế, một lễ tân mà cũng dám cản đường chúng tôi à? Bảo Khương Vi Nhan mau lăn xuống đây gặp chúng tôi. Khương Mỹ Nhiên đứng bên cạnh cũng khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo quát. Cô lễ tân đó rất ấm ức nhưng vì trách nhiệm nên cô ấy vẫn nói, xin lỗi, không hẹn trước thì xếp Khương không gặp. Cái gì, đồ khốn này, cô còn dám cãi lại, tôi đánh chết cô nghe thế khương văn kỳ nổi giận giơ tay lên định tát cô ấy một cái nữa nhưng bộp khương văn kỳ còn chưa kịp tát thì đã bị ai đó bóp chặt tay ở giữa không trung khương văn kỳ sửng sốt quay đầu lại thì thấy một người cao lớn đang đứng bên cạnh mình ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn mình tiêu chính văn khương văn kỳ nhíu mày tiêu chính văn nhìn cô lễ tân bị đánh mặt sưng tấy lên sắc mặt u ám giơ tay đánh lên mặt khương văn kỳ một bạt tai nói khương văn kỳ nơi này là tập đoàn vi nhan không phải là công ty nhà họ khương càng không phải là tu hà trước khi làm gì ông hãy nghĩ đến hậu quả bây giờ hãy xin lỗi nhân viên của tôi ngay khương văn kỳ bị đánh đến lúc ngây người ông ta lảo đảo lùi về sau mấy bước che gò má sưng lên tức giận nhìn tiêu chính văn gào mồm lên tiêu chính văn cậu dám Tôi là bác cả của cậu đấy, cậu lại dám đánh tôi sao? Hừ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhìn Khương Văn Kỳ bằng ánh mắt u ám nói, "Khương Văn Kỳ, ông quên chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ với nhà họ Khương rồi à? Bây giờ tôi chỉ cho ông 5 giây xin lỗi nhân viên của tôi, nếu không tôi sẽ báo người đuổi ông ra khỏi đây." Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 924, 500 triệu tệ. Cậu, Khương Văn Kỳ rất tức giận. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chính Văn, ông ta sợ dùng mình. Nhưng bị Tiêu Chính Văn đánh trước mặt bao nhiêu người như thế, Khương Văn Kỳ cực kỳ phẫn nộ. Nhất là bây giờ người xung quanh đến vây xem càng lúc càng đông, Khương Văn Kỳ càng không thể nhẫn nhịn. Ông ta tức giận hét lên, "Tiêu Chính Văn, cậu đừng có mà đe dọa tôi, tôi không sợ đâu." nói thế nào thì tôi cũng là bác cả của khương vi nhan dù các người không nhận thì đây là chuyện không thể thay đổi hôm nay tôi không xin lỗi tôi xem cậu có thể làm gì tôi đúng thế khương mỹ nhiên cũng ngùa theo lạnh lùng nhìn tiêu chính văn nói anh tưởng mình là vua bắc lương thì có thể ép buộc được chúng tôi à nghe hai bố con này nói thế tiêu chính văn nhíu mày sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám anh bước lên trước nói nếu thế thì xin lỗi nhé dầm tiêu chính văn lập tức giơ chân lên tung một cú đá khiến hai bố con khương văn kỳ văn ra xa hai người bị đá bay ra khỏi tòa nhà công ty như hai con chó ôi trời khương văn kỳ lăn dưới đất ôm ngực kêu lên mấy tiếng sau đó nhìn chằm chằm tiêu chính văn đang đứng trước cửa công ty quát tiêu chính văn cậu điên rồi khương mỹ nhiên bị ngã sóng xoài Gương mặt được trang điểm xinh đẹp cũng bị trà trên mặt đất, quái gở nói, đánh người. Tập đoàn Vi Nhan đánh người. Tiêu Chính Văn làm như không thấy. Anh lạnh lùng nhìn hai bố con Khương Văn Kỳ, nói với bảo vệ, trông chừng bọn họ cẩn thận, tôi chưa cho phép thì không được cho họ vào trong, dám xông vào thì cứ đánh gãy chân. "Vâng." Mấy bảo vệ đáp, sau đó nhìn chằm chằm hai bố con Khương Văn Kỳ. Còn Tiêu Chính Văn xoay người đi vào tòa nhà. Khương Văn Kỳ được Khương Mỹ Nghiên đỡ dậy, bây giờ hai bố con trông rất nhếch nhác, vô cùng tức giận. "Tiêu Chính Văn, cậu đợi đó cho tôi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến cậu hối hận." Khương Văn Kỳ tức giận mắng mấy câu, cả người đều đang run rẩy. Khương Mỹ Nghiên cũng mắng hùa theo, sau đó hỏi, "Bố, giờ chúng ta phải làm sao đây?" Tiêu Chính Văn tuyên bố không muốn cho chúng ta vào trong gặp Khương Vi Nhan. "Hừ." Khương Văn Kỳ bực bội hừ một tiếng, sau đó rút điện thoại ra gọi cho Khương Vi Nhan quát, Khương Vi Nhan, mày có ý gì hả? Mày dám đối xử với bác cả mày thế à? Còn cố ý bảo Tiêu Chính Văn đến làm mất mặt tao phải không? Trong mắt mày còn có người bác cả tao không? Còn có nhà họ Khương, còn ông nội đã chết của mày không hả? Lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Khương Vi Nhan đứng tựa vào bên bàn làm việc, bày ra đường cong hoàn hảo, điện thoại lật ngược lên đặt trên bàn tiêu chính văn nhàn nhã ngồi trên ghế sofa thưởng thức trà lúc này điện thoại vang lên tiếng quát mắng của khương văn kỳ khương vi nhan bất lực nói chồng à anh đánh bác ấy sao tiêu chính văn nhún vai nói ừ ông ta đánh lễ tân của chúng ta anh đánh ông ta một trận khương vi nhan thở dài sau đó nhấn điện thoại cố định nói dẫn họ lên đây đi mấy phút sau trước cửa công ty một người đàn ông có vẻ như là giám đốc nói với Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên, xếp Khương mời hai người lên. Khương Văn Kỳ lạnh lùng gừ một tiếng, đẩy mấy bảo vệ chặn đường ông ta ra gầm gừ, cút ra. Mấy cậu nhớ đó cho tôi. Sau đó Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên tức giận đùng đùng bước vào phòng làm việc của Khương Vi Nhan. Vừa bước vào văn phòng, Khương Văn Kỳ chỉ vào Khương Vi Nhan đang ngồi trên ghế làm việc mở mồm mắng nhiếc. Khương Vi Nhan, mày có ý gì hả? Cố ý phải không? Tao là bác cả của mày đấy, mày lại để tao mất mặt trước nhiều người như thế hả? Khương Mỹ Nghiên cũng chạy vào, đầu tiên là lướt nhìn văn phòng. Lớn thật. Phòng làm việc rộng hơn 500 mét vuông, lớn gấp 3-4 lần phòng làm việc chủ tịch của nhà họ Khương. Giờ Khương Vi Nhan này phất lên như diều gặp gió hơn nữa cô ta vừa nhìn đã nhận ra khương vi nhan ăn mặc toàn là đồ hiệu nổi tiếng quốc tế đắt hơn quần áo và trang sức trên người cô ta rất nhiều trước đây khương mỹ nghiên là thiên nga cao quý khi ở trước mặt khương vi nhan còn bây giờ cô ta có cảm giác mình cứ như một con vịt xấu xí điều này khiến khương mỹ nghiên rất khó chịu thế nên cô ta lớn tiếng mắng khương vi nhan đừng nghĩ cô có người chồng như vậy thì thế nào cũng được Đời này lên voi xuống chó mấy hồi. Họ không biết nhưng nhà họ Khương đều biết rất rõ, cô chẳng qua chỉ là một đứa hèn hạ bán thân để có được vị trí hôm nay mà thôi, tưởng mình đổi chỗ ở khác thì sẽ trở thành phượng hoàng ư? Cô ta vừa dứt lời, Khương Vi Nhan đã bước thẳng đến trước mặt Khương Mỹ Nghiên, sau đó giơ tay lên tát cho cô ta một bạt tai. Cái tát vang vọng khắp phòng làm việc. Khương Mỹ Nghiên bị tát đầu nghiêng sang một bên, ngạc nhiên trừng mắt, không thể tin được quay đầu lại nhìn Khương Vi Nhan. Mày, mày dám đánh tao? Khương Mỹ Nghiên sắp phát điên rồi, cô ta ôm gò má sưng lên của mình, mắt hiện lên sự phẫn nộ tột độ. Khương Vi Nhan lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén nói, "Khương Mỹ Nghiên, tôi cảnh cáo chị đây là Giang Trung, là tập đoàn Vi Nhan, là công ty của tôi và chính văn chứ không phải là tu hà, càng không phải là công ty nhà họ Khương." chị không có tư cách hô to gọi nhỏ với tôi ở đây. Ngoài ra, những lời nói và hành động vừa rồi của chị đã cấu thành tội phỉ báng. Chỉ cần tôi muốn thì tôi có thể báo cảnh sát đến bắt chị. Chỉ hai câu thôi đã khiến Khương Mỹ Nghiên khiếp sợ sửng sốt, cô ta ôm mặt không biết nên nói gì. Khương Văn Kỳ cũng bị khí thế trên người Khương Vi Nhan dọa sợ chết khiếp. Đến mức ông ta vẫn còn đang rất tức giận nhưng vẫn phải đè nén cơn giận xuống lúc này khương vi nhan quay đầu lại lạnh lùng nhìn khương văn kỳ nói có chuyện gì sao vốn dĩ khương văn kỳ còn rất nhiều lời muốn nói nhưng lúc này khi đối diện với khí thế bức người của khương vi nhan ông ta chỉ có thể nuốt nước bọt cười gượng nói vi nhan à cũng không có gì chỉ là dạo này công ty nhà họ khương xảy ra chút chuyện muốn hỏi mượn cháu ít tiền mượn tiền khương vi nhan nhíu mày nhìn tiêu chính văn ngồi trên sofa sau đó hỏi mượn bao nhiêu Nghe thế, Khương Văn Kỳ cười nói, không nhiều, không nhiều, cũng chỉ có 500 triệu tệ thôi. 500 triệu tệ, mà còn nói không nhiều ư. Khương Vi nhan đanh mặt nói, bác cả, bác đang đùa với cháu à. 500 triệu tệ mà bác còn nói không nhiều sao. Bây giờ giá trị thương mại của cả công ty nhà họ Khương cũng một tỷ tệ mà bác lại mở miệng nói mượn 500 triệu tệ sao. Khương Văn Kỳ hiếm khi xấu hổ, cười nói chẳng phải gặp phải tình huống đặc biệt nên vốn đầu tư của công ty bị thiếu sao. Vi Nhan, cháu nhìn đi, bây giờ công ty này của cháu đã trở thành công ty đứng đầu giới y dược giang chung rồi, giá trị thương mại lên đến mấy chục tỷ tệ. 500 triệu tệ này chỉ là chút tiền tiêu vặt của cháu thôi mà. Cháu cũng không nỡ nhìn nhà họ Khương phá sản vậy chứ. Nói thế nào thì đây cũng là mồ hôi nước mắt sinh thời của ông nội cháu. Nói đến mấy chuyện này, Khương Vi Nhan nhíu mày, cô không thể quyết định được. Nói thật cô không muốn cho mượn. Loại người như Khương Văn Kỳ thì mượn rồi xem như là cho không ông ta. Có thể mượn nhưng phải ghi giấy nợ. Lúc này Tiêu Chính Văn bỗng lên tiếng. Chương 925 viết giấy nợ. Nghe tới đây, sắc mặt Khương Văn Kỳ đột nhiên xa sầm. Nhưng ông ta nhớ tới cảnh Tiêu Chính Văn đạp ông ta vừa nãy nên không dám nói gì nữa. Ông ta ngẫm nghĩ rồi nở nụ cười nói: "Cháu rể à, đều là người một nhà, cần gì phải dùng giấy vay nợ chứ? Chỉ cần công ty nhà họ Khương vượt qua được giai đoạn khó khăn này, bác sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho các cháu." Ha <laughs> ha. <laughs> Tiêu Chính Văn cười khẩy nói: "Trên thế giới này, dù phải tin con lợn có thể leo cây cũng không thể tin lời nói của Khương Văn Kỳ ông." "Cậu!" Khương Văn Kỳ tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể phản bác. Dù sao Bây giờ ông ta đang cầu xin người ta, cho nên chỉ đành quay đầu nhìn Khương Vi Nhan, nhắc đến tình thân khóc lóc kể lể, "Vi Nhan à, bác cũng không dễ dàng gì, cả nhà họ Khương đều phải dựa dẫm vào bác. Lần này tiền bạc thiếu thốn, nếu không có đủ 500 triệu tệ thì công ty nhà họ Khương sẽ phá sản, nhà họ Khương coi như đi đời. Tới lúc đó, cả nhà bác sẽ phải lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm sống. Phần mộ của ông nội cháu có lẽ cũng sẽ bị người ta đào lên mất." Ông nội cháu năm xưa yêu thương cháu như vậy, cháu không thể thấy nhà họ Khương chết mà không cứu chứ. Khương Vi Nhan nghe những lời này xong, gương mặt trở nên hơi bối rối. Nghĩ đến khoảng thời gian ở nhà họ Khương, quả thực cô cũng rất đau lòng. Thấy Khương Vi Nhan dao động, Khương Văn Kỳ nói tiếp, "Vi Nhan, coi như bác cầu xin cháu." Xuất lời, Khương Văn Kỳ định quỳ xuống. Thấy vậy, Khương Vi Nhan vội vàng đỡ ông ta dậy nói, "Bác bác đừng làm như vậy cháu cho bác vay tiền nghe xong sắc mặt khương văn kỳ vui vẻ kích động đứng lên giả vờ lau nước mắt nói vi nhan vẫn là cháu nhớ đến sự tốt đẹp của nhà họ khương trước đây bác sai rồi là bác có lỗi với cháu nghe thấy thế khương vi nhan khẽ cao mày nói mọi chuyện đã qua rồi không cần nhắc lại nói xong khương vi nhan quay người gọi điện thoại cho phòng tài vụ lấy danh nghĩa cá nhân chuyển cho công ty nhà họ Khương 500 triệu tệ. Khương Văn Kỳ cũng vội vàng nghe điện thoại của trợ lý. "Chủ tịch Khương, tài khoản công ty vừa nhận được 500 triệu tệ, ông mượn được thật ạ." À? Nghe thấy lời này của trợ lý, Khương Văn Kỳ cũng yên tâm hơn, nói, "Mau dùng tiền vào những việc cần thiết đi, hai ngày nữa tôi sẽ về." Sau đó, Khương Văn Kỳ cúp điện thoại, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói mà vội vã rời khỏi văn phòng cứ như thể ông ta đang sợ tiêu chính văn lại đề cập tới chuyện giấy vay nợ khương vi nhan thấy khương văn kỳ và khương mỹ nghiên rời đi trong lòng rất khó chịu tiêu chính văn đứng lên an ủi cô đừng suy nghĩ nhiều nữa coi như em báo đáp công ơn dưỡng dục của nhà họ khương đi khương vi nhan nhướng mày nhìn vào mắt tiêu chính văn gật đầu rồi bất lực thở dài 500 triệu tệ này coi như là tấm lòng cuối cùng của cô với nhà họ Khương. Sau này sự sống chết của nhà họ Khương sẽ không còn liên quan gì tới cô nữa. Bên này, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nhiên vừa rời khỏi tập đoàn Vi Nhan, sắc mặt lập tức trở nên kích động và phấn khích. Bố, Khương Vi Nhan này ngu quá, lại cho chúng ta vay 500 triệu tệ thật. Khương Mỹ Nhiên hào hứng chết đi được. Nhà họ Khương thực ra chỉ thiếu 300 triệu tệ. Bây giờ, 200 triệu tệ tiền dư sẽ hoàn toàn rơi vào trong túi của bọn họ. Khương Văn Kỳ cũng không dám tin, nói, đúng vậy, bố không ngờ tiền lại vào túi dễ như vậy. Mà lúc này, Khương Mỹ nghiêng nghiêng đầu nhìn tập đoàn Vi Nhan sau lưng, nói với Khương Văn Kỳ, bố, giờ Khương Vi Nhan giàu có như thế, hay là chúng ta lấy danh nghĩa bọn họ mở công ty chi nhánh ở Tu Hà? Mở công ty chi nhánh ở Tu Hà, Khương Văn Kỳ vô cùng kinh ngạc hỏi. Bố nhìn đi, tập đoàn Vi Nhan phát triển mạnh ở Giang Trung như thế, hơn nữa gần đây còn đang mở rộng đấu thầu đầu tư, nhất định là có rất nhiều người đóng góp tiền để hợp tác, chúng ta lợi dụng thân phận này thu hút đối tác đến công ty nhà họ Khương. Khương Mỹ Nghiên nôn nóng nói, đồng thời, trong lòng cô ta như bừng sáng. Chủ ý này quả thực không tệ. Ý của con là bố có thể dựa vào thân phận bác cả của Khương Vi Nhan, lấy danh nghĩa của Khương Vi Nhan và tập đoàn Vi Nhan để tiến hành một số hoạt động thương mại, thu thập vốn, mở rộng công ty nhà họ Khương Ư. Khương Văn Kỳ lập tức nghe hiểu cách nghĩ của con gái mình. Không chỉ có thể mượn danh nghĩa của Khương Vi Nhan, con nghĩ ngay cả tiêu chính Văn cũng được luôn. Bố nghĩ mà xem, nếu chúng ta bí mật đi gặp một vài khách hàng, bọn họ nghe thấy có quan hệ với vua Bắc Lương không phải sẽ ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta hay sao? khương mỹ nhiên nở nụ cười nham hiểm và đắc ý con nói có lý lắm nhưng bố sợ những người đó không dễ bị lừa như vậy ánh mắt khương văn kỳ sáng rực suy nghĩ đến tính khả thi của kế sách này ôi bố à chúng ta không làm sao biết không thành công chứ dù sao thì công ty nhà họ khương cũng đang xuống dốc rồi đúng không nếu thành công vậy thì chúng ta chẳng phải sẽ phát triển hơn sao khương mỹ nhiên vội vàng nói được Vậy chúng ta thử xem, con đi nghe ngóng xem đối tác tiềm năng nào có ý hợp tác, chúng ta phải mau chóng gặp mặt những người đó trước." Khương Văn Kỳ nói. "Được, bố đợi tin tốt của con." Khương Mỹ Nghiên mỉm cười, sau đó dìu bố cô ta gọi xe, tới khách sạn gần đó tạm thời nghỉ chân. Buổi chiều, Khương Mỹ Nghiên trang điểm, tiến vào giới con nhà giàu của Giang Trung. Buổi tối, Khương Mỹ Nghiên trở về khách sạn, trong tay cầm theo một tờ giấy. Bố, đây là những đối tác rất có ý muốn hợp tác, chỉ là quy mô công ty bọn họ không được lớn lắm, nên mặc dù mong muốn của bọn họ rất mãnh liệt nhưng tập đoàn Vi Nhan lại không gặp mặt đàm phán với họ ngay. Chúng ta có thể ra tay với những người này, Khương Mỹ Nghiên nói. Ồ, đưa bố xem nào, công ty dược phẩm doãn lạc, công ty dược phẩm bảo lệ còn rất nhiều. Khương Văn Kỳ đếm sơ qua, ít nhất phải có mười mấy đối tác. Mặc dù những đối tác này đều có quy mô công ty bình thường, nhưng nếu chiếm được nguồn tài nguyên này của bọn họ vậy thì cũng sẽ là một lực lượng không thể coi thường. Nhiều thật đấy, bố không ngờ sức ảnh hưởng của tập đoàn Vi Nhan lại lớn như vậy. Con sắp xếp những công ty này theo thứ tự, chúng ta có thể ra tay từ chủ tịch Trần Doãn Lạc của công ty dược phẩm Doãn Lạc đầu tiên. Khương Mỹ Nghiên chỉ vào cái tên đầu tiên trên tờ giấy. Công ty dược phẩm Doãn Lạc là một công ty dược liệu ở Giang Trung, có danh tiếng nhỏ, lượng tài sản khoảng 450 triệu tệ. Ngày hôm sau, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên tới chào hỏi. Hả, tôi nhớ trước đó đã hỏi giám đốc nghiệp vụ của tập đoàn Vi Nhan rồi, họ bảo tôi đợi ít nhất một tuần, sao chưa gì đã tìm tới tôi rồi. Trần Doãn Lạc mời hai bố con Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên uống trà, nói. Chào sếp Trần, Tôi chính là người phụ trách dự án của tập đoàn Vi Nhan. Đồng thời cũng là bác ruột của Tổng Giám đốc Khương Vi Nhan tập đoàn Vi Nhan, đây là chị họ của nó. Vì dự án của chúng tôi không ở Giang Trung, mà ở Tu Hà, nên xếp Trần chưa nghe nói tới cũng là chuyện bình thường. Khương Văn Kỳ thấy đối phương không nói gì, liền nhắc tới Khương Vi Nhan. Ô ra là như thế, hân hạnh, hân hạnh. Quả nhiên trần doãn lạc vừa nghe tới người thân của khương vi nhan lập tức tỏ ra vui vẻ chào đón chúng tôi không chỉ là người thân của khương vi nhan mà còn rất thường xuyên hợp tác với vua bắc lương chuyện này chắc là ông vẫn chưa biết đúng không khương văn kỳ bắt chéo hao chân ra vẻ tôi tới tìm ông hợp tác là nể mặt ông đó đúng là tôi không ngờ hai vị lại có quan hệ rộng rãi như vậy là tôi thất lễ rồi hay là chúng ta tìm một nơi phù hợp hơn ăn bữa cơm Vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Doãn Lạc vừa nghe thấy đối phương còn hợp tác với vua Bắc Lương, càng thêm coi trọng. Ăn cơm thì ăn thôi, công việc của chúng tôi khá bận rộn. Vậy tôi nói rõ hơn nhé, dự án hợp tác này khá lớn, cần ông đầu tư 10 triệu tệ, bên phía ông chắc là không có vấn đề gì chứ? Khương Văn Kỳ hờ hững nói. Cái gì? Cần 10 triệu tệ, nhiều như vậy sao? Chương 926, trả giá gấp 10 lần. 10 triệu tệ. Trần Doãn Lạc trợn tròn hai mắt. Vừa mở miệng đã hô 10 triệu tệ thì hơi quá rồi nhỉ. Sao nào, sau này lợi nhuận mà ông có thể nhận được từ dự án này sẽ không chỉ là con số đó, ông không muốn hợp tác thì tôi cũng không bắt ép, chúng ta đi thôi Mỹ Nghiên. Khương Văn Kỳ làm ra vẻ không quan tâm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ôi, không ngờ đối tác đầu tiên của chúng ta lại không biết tính toán như vậy, đúng là hên cho đối tác tiếp theo. Khương Mỹ Nghiên lắc đầu, làm ra vẻ cảm thấy đáng tiếc thay cho Trần Doãn Lạc. Đây là chiêu trò giật dây mà hai bố con cô ta đã thương lượng kỹ với nhau ngay từ đầu, bây giờ phối hợp với nhau cũng vô cùng ăn khớp. "Đợi đã, đợi đã, tôi vẫn chưa nói là không đầu tư mà, tôi nhất định sẽ đầu tư 10 triệu tệ, chỉ là tôi muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi bên phía tập đoàn Vi Nhan, xác định lại xem có phải hai người thật sự có thể đại diện cho tập đoàn Vi Nhan hay không." trần doãn lạc vội vàng chặn đường đi của hai người khương văn kỳ sếp trần à chuyện làm ăn luôn đề cao chữ tín bộ dạng này của ông đã nói lên rằng ông không tín nhiệm chúng tôi nếu đã như vậy thì cũng không cần phải bàn tiếp làm gì nữa khương văn kỳ nói xong lại chuẩn bị rời đi ôi đừng 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 là tôi thiếu sự tín nhiệm rồi ký tôi lập tức ký luôn đây trần doãn lạc cắn răng ký hợp đồng với hai người này ngay lập tức vừa nhìn đã biết xếp Trần là người làm chuyện lớn, chúng tôi đã nhận được tiền rồi, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Chúng tôi sẽ lập tức triển khai dự án bên phía Tu Hà, tới lúc đó mời xếp Trần tham dự lễ cắt băng khánh thành của chúng tôi. Khương Văn Kỳ cười hít mắt rời khỏi công ty dược phẩm doãn là cùng Khương Mỹ Nghiên. Ngay sau đó, hai bố con cô ta lại đến công ty dược phẩm tiếp theo, dùng chiêu trò y như vậy, hơn nữa không có ai dám chất vấn thân phận của hai người họ chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hai người đã gom góp được số tiền 100 triệu tệ. Mà Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn thì vẫn chưa biết tất cả những chuyện này. Sau 3 ngày, cửa phòng làm việc của Khương Vi Nhan bị người ta đẩy ra, mười mấy luật sư bước vào với vẻ mặt nghiêm túc. Xếp Khương, chúng tôi nhận ủy thác tới để đòi tiền, hy vọng cô có thể hoàn lại tiền ngay lập tức. Nói xong, những luật sư này đưa cho khương vi nhan xem những bản hợp đồng mà hai bố con khương văn kỳ đã ký với ông chủ các công ty đó là do bác cả và chị họ của tôi ký không liên quan gì với tôi cả khương vi nhan liếc nhìn những bản hợp đồng này rồi lập tức giải thích bọn họ lấy danh nghĩa của cô thì có nghĩa là vẫn có quan hệ với cô hy vọng cô có thể nhanh chóng hoàn tiền lại nếu không thì chúng tôi sẽ kiện cô luật sư nghiêm túc nói được rồi cho tôi chút thời gian tôi sẽ hoàn lại tiền cho bọn họ theo đúng kỳ hạn khương vi nhan tạm thời đồng ý trước đợi sau khi những luật sư này rời đi khương vi nhan xoa sống mũi của mình không ngờ hai con người khốn nạn này lại lợi dụng tên tuổi của mình để vơ vét tài sản phi pháp khương vi nhan lập tức nổi giận cô lấy điện thoại ra gọi cho khương văn kỳ thẳng thừng chất vấn khương văn kỳ ông có biết mấy người đã làm chuyện thất đức gì không Lúc này Khương Văn Kỳ đã tới sân bay Giang Trung với Khương Mỹ Nghiên, nhận được điện thoại thì lạnh lùng cười đáp, ôi chao, cô cháu gái của tôi, như thế này là sao? Đã xảy ra chuyện gì mà lửa giận lại lớn như vậy hả? Sứt lời, ông ta còn nhìn sang Khương Mỹ Nghiên bên cạnh với vẻ mặt đắc ý. Khương Văn Kỳ, ông dám lấy danh nghĩa tập đoàn Vi Nhan để lừa đảo kiếm tiền khắp nơi ở Giang Trung. Ông phải hoàn trả lại số tiền này ngay lập tức. Nếu không thì tôi sẽ khởi kiện ông." Khương Vi Nhan lạnh lùng nói, chút hy vọng đối với nhà họ Khương ở trong lòng đã hoàn toàn bị dập tắt. Nghe thấy lời này, Khương Văn Kỳ cười ha ha, nói, "Khương Vi Nhan, cô hồ đồ rồi đấy à. Tôi làm những chuyện này lúc nào mà sao tôi lại không biết nhỉ? Cô không được ngậm máu phun người đâu đấy nhé, tôi còn phải kiện cô tội phỉ báng mới đúng." Ông Khương Vi Nhan tức tới mức ngược không ngừng phập phồng. Gì mà vơ vét tài sản phi pháp, nói khó nghe như vậy, tôi nói cho cô biết này Khương Vi Nhan, đừng có mà sắc sược với tôi, tôi lợi dụng danh tiếng của mấy người đấy, cô có thể làm gì được tôi nào. Dù sao tôi cũng đã làm rồi, bọn họ muốn gây sự thì cũng sẽ tìm Khương Vi Nhan cô chứ chẳng phải Khương Văn Kỳ tôi đâu. Tiếp đó, Khương Văn Kỳ bất cần nói. Những hợp đồng đó ông ta đều đã dở trò gian lận, căn bản không thể tra ra ông ta được khương văn kỳ tôi hỏi ông lần cuối ông chắc chắn là không trả lại tiền đúng không khương vi nhan vô cùng phẫn nộ nói không trả tôi nói cho cô biết khương vi nhan cô là người nhà họ khương công ty nhà họ khương xảy ra vấn đề cô cũng có trách nhiệm bây giờ công ty nhà họ khương ở trong tay tôi huy hoàng trở lại rồi cô nên cảm ơn tôi mới đúng khương văn kỳ nở nụ cười nham hiểm và đắc ý ông nói hơi quang minh chính đại quá thì phải cái gì gọi là huy hoàng trở lại ông đang dựa vào thực lực của bản thân để khiến cho công ty nhà họ khương huy hoàng trở lại sao ông dựa vào tên tuổi của tập đoàn vi nhan chúng tôi để kiếm tiền phi pháp thì có khương vi nhan lặp lại con danh nhà cô nói cái gì cơ thực lực của tôi làm sao lúc tôi đặt chân vào giới kinh doanh một mình đảm đương cả công ty thì cô vẫn còn chưa ra đời đâu tôi là bác cả của cô cô nên tỏ ra tôn trọng tôi hơn đi Khương Văn Kỳ trợn trừng hai mắt, muốn dùng thân phận của mình để áp chế Khương Vi Nhan. Xin lỗi nhé, ông đã không còn là bác cả của tôi từ lâu rồi. Từ khoảnh khắc ông nội đuổi tôi ra khỏi nhà họ Khương thì Khương Vi Nhan tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Khương nữa. Bây giờ tôi cảnh cáo ông, lập tức trả lại tất cả số tiền ông đã lừa đảo. Nếu không thì ông tự mình mà gánh lấy hậu quả. Khương Vi Nhan lạnh lùng nói, trong mắt ngập tràn lửa giận tự mình gánh lấy hậu quả, buồn cười chết mất thôi. Tôi thì có thể có hậu quả gì cơ chứ, cô mới là người nên nghĩ xem bản thân phải giải quyết những vấn đề này ra sao đi." Khương Văn Kỳ cười khẩy nói, không hề mảy may sợ hãi. Cạch. Khương Vi Nhan thẳng tay cúp điện thoại, không còn tâm trạng để tiếp tục nói chuyện. Khương Văn Kỳ ngơ ngác, thấy điện thoại ngắt rồi thì cũng mắng chửi vài câu, sau đó lại nở nụ cười xảo quyệt nói, Khương Vi Nhan này vẫn còn muốn đe dọa uy hiếp mình sao? Nực cười, coi mình là đứa nhát cái ư. Khương Mỹ Nhiên đứng bên cạnh cười nói, bố, đừng quan tâm tới cô ta nữa, bây giờ chúng ta có số tiền này trong tay, nhà họ Khương nhất định có thể trở thành gia tộc giàu có hàng đầu tu hà rồi. Mà bên này, sau khi Khương Vi Nhan cúp điện thoại thì lại gọi cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đến công ty rất nhanh, nhìn thấy Khương Vi Nhan đang khoanh tay trước ngực, đứng trước cửa sổ lớn đặt sát đất. Sao thế, có chuyện gì mà lại gọi anh tới đây gấp như vậy? Tiêu Chính Văn bước vào trong, bình tĩnh hỏi. Khương Vi Nhan quay người lại, vẻ mặt phẫn nộ, nói: "Chồng à, Khương Văn kỳ lợi dụng danh tiếng của tập đoàn Vi Nhan lừa đảo mười mấy công ty ở Giang Trung, kiếm được 100 triệu tệ một cách phi pháp. Bây giờ luật sư của những công ty này đều tìm đến tập đoàn Vi Nhan yêu cầu chúng ta trả lại tiền." Nghe tới đây, Tiêu Chính Văn nhướng mày, cứ như đã đoán được từ lâu rồi, cười lạnh lùng nói, anh biết rồi. Anh biết rồi. Khương Vi Nhan hoài nghi mở to hai mắt. Tiêu Chính Văn điềm nhiên ngồi lên ghế sofa, nói, "Ừ, lần trước sau khi bọn họ rời khỏi nơi này anh đã tìm người theo dõi bọn họ. Mấy ngày nay bọn họ đi đâu, làm gì anh đều biết cả." "Chồng à, sao anh không nói cho em biết sớm, cũng không ngăn bọn họ lại?" Khương Vi Nhan dảo bước đến gần, tỏ ý trách móc kéo lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nói, anh tự có dự định của mình. Với loại người như hai bố con Khương Văn Kỳ, chưa dạy cho bọn họ một bài học cả đời khó quên thì vẫn chưa chịu quay đầu lại đâu. Nếu như bọn họ muốn hãm hại em và công ty thì anh sẽ bắt bọn họ phải trả cái giá gấp 10 lần. chương 927, lấy lại công ty nhà họ Khương. Nghe vậy, khương vi nhan thắc mắc anh muốn làm gì tiêu chính văn chăm chú nhìn khương vi nhan hỏi lại em có muốn lấy lại công ty nhà họ khương không nghe anh nói thế khương vi nhan sửng sốt công ty nhà họ khương là tâm huyết của ông nội cô nhưng ông nội đã qua đời rồi hơn nữa khương vi nhan cũng chưa bao giờ quên trước kia ông nội đã tuyệt tình với cô như thế nào nếu có thể lấy lại được công ty nhà họ khương khương vi nhan đương nhiên đồng ý muốn khương vi nhan gật đầu nói tiêu chính văn đáp lời vậy là được anh sẽ xử lý chuyện này em chỉ cần an tâm ở công ty chờ tin tức tốt của anh suốt lời tiêu chính văn lập tức rời đi ra khỏi tòa nhà công ty anh gọi điện thoại cho ôn bất lâm lập tức dẫn người phong tỏa sân bay giang trung dẫn hai người kia về cho tôi vâng ở đầu dây bên kia ôn bất lâm cùng kính đáp sau đó Ông ấy nhanh chóng chọn 100 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang chạy thẳng đến sân bay. Ngay lúc này, bên trong sân bay, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên chuẩn bị lên máy bay. Đột nhiên, 100 binh lính cầm súng xông đến, bao vây Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên. Khương Văn Kỳ lập tức giơ hai tay lên, sắc mặt hoảng sợ, hỏi: "Mấy người, mấy người muốn làm gì?" Ôn Bất Lâm đi ra từ phía sau đám binh lính, nhếch môi nhìn Khương Văn Kỳ cười hỏi, hai người là Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên đúng không? Khương Văn Kỳ liếc nhìn Khương Mỹ Nghiên rồi gật đầu. Suy cho cùng, trước mặt là binh lính có súng, bọn họ không dám phản kháng. Vậy thì đúng người rồi, dẫn đi. Ôn bất lâm ra lệnh, mấy binh lính tiến lên bắt giữ Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên, sau đó áp giải họ ra xe quân dụng đang chờ bên ngoài. Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên giấy ruộng không ngừng, gào thét mấy người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi chúng tôi đã phạm tội gì các người cố tình bắt người vô tội tôi sẽ đến sở chỉ huy quân đội tố cáo các người nhưng căn bản là không ai thèm nghe tiếng gào của bọn họ chẳng mấy chốc khương văn kỳ và khương mỹ nghiên đã bị dẫn đến phòng thẩm vấn trong sở chỉ huy quân đội giang trung không bao lâu sau tiêu chính văn cũng bước vào vừa nhìn thấy tiêu chính văn khương văn kỳ kích động đứng bật dậy mắng mỏ tiêu chính văn hóa ra là mày mau bảo bọn chúng thả chúng tao ra ngoài bọn mày dựa vào đâu mà bắt chúng tao đừng tưởng mày là vua bắc lương mà coi thường pháp luật hoa quốc đúng thế tiêu chính văn anh mau nói bọn họ thả chúng tôi ra ngoài bằng không chúng tôi sẽ đến tổng bộ sở chỉ huy quân đội tố cáo anh khương mỹ nhiên cũng la ầm lên nhưng tiêu chính văn lạnh lùng nhìn hai bố con cô ta nhấc chân đá thẳng vào bụng Khương Văn Kỳ. ầm um, cả người Khương Văn Kỳ bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào tường rồi ngã phịch xuống, ông ta ôm bụng, lăn lộn trên mặt đất. Cú đá này, tiêu chính văn chẳng dùng bao nhiêu sức lực. Bằng không, chỉ với một cú đá là có thể đạp Khương Văn Kỳ chết tươi. Thấy Khương Văn Kỳ nằm dưới đất rên rỉ không ngừng, Khương Mỹ Nhiên bị dọa đến mức hai chân run rẩy sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác tại chỗ nhìn thấy tiêu chính văn đi về phía mình, Khương Mỹ Nghiên vội hét lên, không, không, đừng đánh tôi, tôi không dám, tôi không dám nữa. Hừ, tiêu chính văn hừ một tiếng, ánh mắt lạnh băng nhìn Khương Văn Kỳ nằm dưới sàn, giọng nói lạnh tanh, tôi chỉ cho các người một cơ hội để lựa chọn. Thứ nhất, trả lại toàn bộ số tiền các người lừa đảo. Không thể nào, đó là số tiền chúng tao cực khổ kiếm ra. Lừa đảo gì chứ, mày ngậm máu phun người dù khương văn kỳ đang lăn lộn dưới đất nhưng vẫn còn sức gào thét như cũ nghe thấy câu này tiêu chính văn bật cười khinh bỉ khương văn kỳ ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ Sứt lời tiêu chính văn lại bước lên một bước đạp lên đầu khương văn kỳ a à, đầu của tôi đầu của tôi sắp vỡ rồi khương văn kỳ khổ sở rên rỉ giây phút đó ông ta cảm thấy đầu mình như bị xe lưu cán qua cán lại Cơn đau kinh khủng khiến toàn thân ông ta run lẩy bẩy. Có trả hay không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Trả, trả, trả trả trả, cầu xin cậu, mau nhấc ra đi. Đầu tôi sắp nổ tung rồi, sắp nổ tung rồi. Khương Văn Kỳ khổ sở hô hoán. Ai mà biết được Tiêu Chính Văn lại bạo lực như vậy chứ? Tiêu Chính Văn khịt mũi, nhấc chân lên rồi liếc nhìn Khương Văn Kỳ. Nói, thứ hai, 500 triệu tệ kia coi như là số tiền thu mua toàn bộ cổ phần hiện có của công ty nhà họ Khương. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, công ty nhà họ Khương không còn là công ty của Khương Văn Kỳ ông nữa, mà sẽ thuộc quyền sở hữu của Khương Vi Nhan. Cái gì? Nghe thấy vậy, Khương Văn Kỳ kích động bò dậy, trên mặt tràn đầy tức giận, chỉ thẳng tiêu chính Văn mà gào thét, mày nói gì? Thu mua công ty nhà họ Khương ư? Còn muốn đuổi tao khỏi công ty? tiêu chính văn, mày cứ nằm mơ đi, điều kiện này, tao kiên quyết không đồng ý. Vậy à, tiêu chính văn lạnh lùng nói. Chỉ một ánh mắt đã khiến Khương Văn Kỳ sợ run người, không tự chủ mà lui về sau mấy bước. Cậu, cậu muốn làm gì? Tiêu chính văn, tôi nói cho cậu biết, cho dù bây giờ cậu giết chết tôi thì tôi cũng không nhượng bộ đâu. Đây là danh giới cuối cùng của Khương Văn Kỳ tôi. Khương Văn Kỳ nuốt nước bọt, cắn răng nói ông ta không phải là kẻ ngu đương nhiên ông ta hiểu rõ nếu công ty nhà họ khương bị thu mua vậy cả gia đình ông ta chỉ còn nước ra đường ăn xin mà sống danh giới cuối cùng cũng thú vị đấy vậy tôi cũng muốn nhìn xem ông có thể vì danh giới cuối cùng này mà kiên trì được bao lâu tiêu chính văn nhướng mày khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh thấu xương ngay sau đó anh bóc cổ khương văn kỳ xốc ông ta từ dưới đất đứng lên lạnh giọng nói khương văn kỳ Tôi đã điều tra rõ ràng, nhà họ Khương bây giờ đã hao hụt mất 300 triệu tệ, nếu không có khoản tiền này, nhà họ Khương phá sản chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ, chúng tôi dùng 500 triệu tệ thu mua toàn bộ nhà họ Khương là vì muốn tốt cho ông. Bằng không, 500 triệu tệ này, một xu tôi cũng không cho ông mượn. Đến lúc đó, nhà họ Khương cũng chỉ còn nước phá sản, mà cả gia đình ông sẽ phải gánh trên lưng một món nợ cách xù hơn 300 triệu tệ tôi làm việc cũng không muốn quá tuyệt tình, cho nên, bây giờ là đang ôn hòa thương lượng chuyện thu mua với ông. Nếu ông đồng ý thì gật đầu, nếu không đồng ý thì ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ông. Sứt lời, toàn thân tiêu chính văn tỏa ra một luồng sát khí ngút trời. Luồng sát khí này khiến cho Khương Văn Kỳ dù không thở nổi nhưng cũng phải run rẩy cả người. Cả mặt ông ta đỏ bừng, hai mắt trợn trừng, dãy ruộng không ngừng tôi tôi đồng ý khương văn kỳ dặn ra một câu dùng hết sức gật đầu không còn cách nào khác giây phút đó ông ta cảm nhận rõ ràng cái chết đang đến gần trong gang tấc cái gì mà danh giới cuối cùng đều là giả hết mạng mới là thật ầm uhm. tiêu chính văn tiện tay ném khương văn kỳ lộn nhào trên mặt đất tay ông ta ôm cổ há to miệng thở hổn hển ho sặc sụa còn tiêu chính văn chỉ lạnh lùng nhìn ta nói cút khỏi Giang Trung. Cút khỏi Tu Hà, nếu để tôi gặp lại các người, nhất định giết không tha. Suốt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn. Khương Văn Kỳ nằm dưới đa sắc mặt u ám như cho tàn. Ông ta biết, kể từ giờ khắc này, ông ta đã mất đi tất cả mọi thứ. Bố, làm sao đây, chúng ta thật sự mất hết tất cả ư? Khương Mỹ Nghiên chạy tới, ông lấy Khương Văn Kỳ, nước mắt rơi lã chã gào khóc thảm thiết không còn nữa mất hết tất cả rồi khương văn kỳ cũng than vãn không thôi về phần tiêu chính văn sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn anh gọi cho sở chỉ huy quân đội tu hà nói lập tức tiếp quản công ty nhà họ khương thu thập toàn bộ chứng cứ phạm tội của cả nhà khương văn kỳ nếu bọn họ còn dở trò nham hiểm gì thì cứ bắt hết lại quyết không khoan dung Chương 928, quân đoàn Đồ Long. Sau khi làm xong tất cả, Tiêu Chính Văn quay về tập đoàn Vi Nhan, anh kể lại mọi chuyện với Khương Vi Nhan mà không hề giấu giếm. Bởi vì cô có quyền được biết. Sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói xong, Khương Vi Nhan im lặng một lúc, rồi nói: "Chồng ơi, cảm ơn anh." Tiêu Chính Văn cười đáp: "Cảm ơn gì chứ, từ nay về sau công ty của nhà họ Khương là của em." Cả nhà Khương Văn Kỳ sẽ không dám xuất hiện ở Tu Hà và Giang Trung nữa đâu." Khương Vi Nhan gật đầu, thở dài nặng nề. Cách làm của Tiêu Chính Văn mặc dù độc đoán, nhưng có lẽ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Ở bên này, Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên khốn đốn rời khỏi Giang Trung. Sau khi trở về Tu Hà, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Khương, rời khỏi Tu Hà. Bởi vì có một nhóm binh lính với súng đạn sẵn sàng đang đợi ở cửa. Khi họ nhìn thấy những binh lính này, Khương Văn Kỳ quỳ thẳng xuống đất, hét lớn tiêu chính văn. Mày làm như vậy là muốn đuổi cùng giết tận nhà tao sao? Lên xe, nhóm binh lính đó lạnh lùng nói, rồi thẳng tay đẩy cả nhà Khương Văn Kỳ lên xe. Các cậu muốn đưa chúng tôi đi đâu? Khương Văn Kỳ hỏi. Đội trưởng dẫn đầu đám người cười khẩy, nói, Đại Tây Bắc đi khai hoang a à, đại tây bắc sao cái gì anh muốn bắt chúng tôi đi khai hoang ư nghe đến đây khương mỹ nghiên ngất xỉu ngay tại chỗ cô ta là con gái nhà giàu từ nhỏ đã được chiều chuộng chưa từng phải làm việc gì làm sao có thể chịu được môi trường ở đại tây bắc được chứ lại còn khai hoang sau khi chuyện của nhà họ khương được giải quyết xong tiêu chính văn cũng có thời gian mấy ngày để nghỉ ngơi trong thời gian này anh tiếp tục đào sâu nghiên cứu hai mảnh giấy cuối cùng của cuốn sách Thiên Sơn thư lục mà Tiêu Long đã đưa cho anh. Những gì được ghi lại trong đó đều là võ công và tâm pháp mà chỉ có những cao thủ cảnh giới Thiên Vương mới có thể hiểu được, còn có một số kỹ thuật giết người đặc biệt khác và cách vận dụng một số sức mạnh đặc biệt vượt qua các khái niệm thông thường. Tiêu Chính Văn nghiên cứu cẩn thận trong một tuần mới chỉ hiểu được phần nhập môn cơ bản. Mặc dù Tiêu Chính Văn cảm thấy bản thân lĩnh hội rất chậm, nhưng nếu Tiêu Long biết được điều này, cụ ấy nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Nhớ lúc đầu, Tiêu Long đã phải nghiên cứu suốt 10 ngày mới hiểu được phần nhập môn. Tiêu Chính Văn đã nhanh hơn cụ ấy đến 3 ngày. Thật sự là một tên quái vật. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chính Văn không ngừng luyện tập cùng Khương Vi Nhan, giúp cô học thêm một số chiêu thức mạnh mẽ để tự vệ và giết địch. Khương Vi Nhan học hỏi nhanh chóng, tiếp thu và vận dụng cũng rất linh hoạt rất nhiều lần tiêu chính văn đã khống chế cảnh giới của mình khi đấu tay đôi với khương vi nhan ở cùng một cảnh giới anh suýt chút nữa đã bị khương vi nhan đánh bại điều này khiến cho tiêu chính văn vô cùng kinh ngạc tốc độ học tập của khương vi nhan thật sự quá nhanh hơn nữa luồng sức mạnh bá đạo của tiêu long còn sót lại trong cơ thể khương vi nhan cũng đang không ngừng ảnh hưởng đến thực lực của cô đôi khi khương vi nhan đấu tay đôi với tiêu chính văn Tiêu Chính Văn cảm thấy Khương Vi Nhan như trở thành một con người khác, cô trở nên cực kỳ bá đạo, tràn đầy khí chất nữ vương. Đặc biệt là tính cách không bao giờ chịu khuất phục trước thất bại của cô, thật sự rất giống anh. Hơn nửa tháng cứ như vậy trôi qua. Dưới sự hướng dẫn của Tiêu Chính Văn, thực lực của Khương Vi Nhan đã đạt đến thực lực của một chiến thần huyền cấp 2 sao. Hôm nay, Tiêu Chính Văn ở nhà với Nana. Hai bố con vừa chơi được một lúc, thì Long Ngao bước vào rồi cúi người nói, Long Vương. Tiêu Chính Văn gật đầu, đứng dậy đi đến phòng khách với Long Ngao, anh nói, có chuyện gì vậy? Long Ngao nói, Long Vương, tôi đã điều tra được một số tin tức về Hán Vương. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi, tin tức gì? Long Ngao nhanh chóng trả lời, có vẻ như Hán Vương đã đào tạo ra 200.000 tử sĩ ở trong và ngoài nước, gọi là quân đoàn Đồ Long. 200.000 tử sĩ này giải rác khắp nơi trên thế giới. Chỉ riêng ở Hoa Quốc đã có tới 50.000 tử sĩ đang hoạt động ngầm trong các chiến khu khác nhau. Nghe thấy vậy, tiêu chính văn hít sâu một hơi. 200.000 tử sĩ, quân đoàn Đồ Long, lại còn đang hoạt động ngầm trong các chiến khu khác nhau. Mỗi thứ trong số này cũng đủ để làm dung chuyển Hoa Quốc. Hán vương vậy mà có thể chiêu mộ 200.000 tử sĩ sức mạnh này không thể coi thường còn gì nữa không tiêu chính văn hỏi long ngao nói ngoài ra khi chúng tôi đang điều tra một số tin tức về hán vương chúng tôi đã gặp phải một số cản trở nhưng kỳ lạ là sự cản trở này lại biến mất rất nhanh sau đó chúng tôi mới có trong tay những tin tức này long vương tôi nghi ngờ có người đang dẫn dắt chúng ta đi điều tra tin tức về hán vương nghe vậy tiêu chính văn nhíu mày anh chắp tay sau lưng ngẫm nghĩ là bạn hay là thù tiêu chính văn hỏi vẻ mặt long ngao trở nên nghiêm túc anh ta lắc đầu nói tạm thời vẫn chưa điều tra được lực lượng này rất bí mật và kỳ lạ lúc đầu dù chúng tôi có điều tra như thế nào cũng không thể tìm được manh mối sau đó lại vô cùng thuận lợi long vương anh nói xem có phải là có ai đó cũng muốn nhắm vào hán vương nhưng lại không dám trực tiếp đối đầu nên mới mượn tay điện thần long chúng ta để đạt được mục đích vừa nghe thấy vậy người đầu tiên tiêu chính văn nghĩ ngay đến thiên tử tuy nhiên tiêu chính văn đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này thiên tử từng nói rằng sẽ giúp anh nhưng phong cách làm việc của ông ấy không phải như thế này do đó chắc chắn là có thế lực bên thứ ba nhúng tay vào sau khi cân nhắc một lúc tiêu chính văn nói tiếp tục điều tra bảo các anh em cẩn thận hơn vâng thưa long vương long ngao đáp một câu rồi rời khỏi biệt thự không lâu sau khi long ngao rời đi tiêu chính văn nhận được một cuộc gọi lạ là... vừa kết nối một giọng nam trầm đục truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại nghe rất có tinh thần trong lời nói còn mang theo cả sức uy hiếp đáng kinh ngạc xin chào vua bắc lương bên kia nhàn nhạt nói một câu ông là ai tiêu chính văn cau mày hỏi sao chẳng phải gần đây vua bắc lương vẫn đang điều tra tin tức về tôi sao đối phương lại nói nghe vậy tiêu chính văn run rẩy ánh mắt trở nên sắc bén cả người không khỏi căng thẳng hán vương tiêu chính văn hỏi đối phương cười khẩy nói mấy chục năm nay tôi đã không dùng danh xương danh giá hán vương này rồi bây giờ nghe lại thật sự khiến cho người ta cảm giác như cách xa một thế giới tiêu chính văn nhíu chặt lông mày anh hỏi ông muốn làm gì hán vương nói nếu vua bắc lương đang điều tra tin tức về tôi tại sao chúng ta lại không gặp mặt trực tiếp để nói chuyện nhỉ được thời gian địa điểm tiêu chính văn chỉ suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định không vào hang cọp sao bắt được cọp con anh hiểu rõ đạo lý này nếu đối phương đã dám gọi điện thoại cho anh chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tốt lắm rất có khí phách cũng rất can đảm không hổ là cháu trai của Tiêu Long, tính cách thật sự giống hệt ông ta năm đó. Hán Vương không hề keo kiệt khi buông lời khen ngợi, sau đó cô ta nói, chiều mai, tại Sơn Trang Ly Long ở thành phố Tây Sa, tôi sẽ ở đó để chờ vua Bắc Lương. Sứt lời, điện thoại bị ngắt kết nối. Chân máy của Tiêu Chính Văn nhíu chặt lại, một cảm giác ớn lạnh dâng lên trong người anh. Sơn Trang Ly Long ở Tây Sa Nơi đó hình như thuộc ranh giới của chiến khu Nam Lĩnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Hắc Long, anh nói: "Hắc Long, tôi có chuyện cần ông giúp đỡ." Chương 929: Gặp Hán Vương. Đầu dây bên kia, Hắc Long đang ở bộ chỉ huy tác chiến chiến khu Nam Lĩnh, nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn thì cười nói: "Chủ soái Tiêu của tôi, sao vậy? Có chuyện gì mà phải tìm tôi gấp như thế?" Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói: Sơn Trang Ly Long của Tây Sa thuộc phạm vi quản lý của ông phải không? Hắc Long nhíu mày, nhanh chóng tra vị trí địa lý, nói thuộc phạm vi quản lý của tôi, có điều Tây Sa này tiếp giáp với đường bờ biển, chỉ cách nước thổ áo một bãi biển, cũng thuộc vào đường biên giới. Sao thế, cậu đột nhiên hỏi chuyện này làm gì? Tiêu chính văn nhíu mày nói, chắc ông cũng biết chuyện của Hán Vương rồi nhỉ? Nghe tới hai chữ Hán Vương, Hắc Long lập tức đanh mặt lại, Ánh mắt trở nên lo lắng và nặng nề, "Đáp tôi đã nghe nói rồi, xảy ra chuyện gì vậy?" Hán Vương vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới Sơn Trang Ly Long ở Tây Sa gặp mặt ông ta." Tiêu Chính Văn nói. "Hán Vương liên lạc với cậu ư?" Hắc Long nghe vậy thì trong lòng cũng thấp thỏm hồi hộp. Hán Vương là nhân vật đã làm mưa làm gió trong thời đại của Thiên Tử Nhiệm Kỳ trước. "Cậu định làm thế nào?" hắc long trầm mặc một lúc rồi hỏi tiêu chính văn trả lời nếu người ta đã có lời mời thì sao có thể không đi được chứ ngày mai tôi sẽ đến tây xa chúng ta hẹn gặp nhau ở sân bay nhé được hắc long đáp lời sau đó hai người cúp điện thoại tiêu chính văn nhíu mày anh vẫn chưa nói chuyện này cho khương vi nhan biết suy cho cùng anh cũng sợ khương vi nhan sẽ lo nghĩ linh tinh Tiêu Chính Văn đành viện cớ là ra ngoài giải quyết việc riêng. Ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn ngồi máy bay tới Tây Sa. Sân bay đã thực hiện lệnh giới nghiêm. Hắc Long dẫn đầu 500 quân Hắc Long tại Nam Lĩnh, bố trí khắp xung quanh sân bay. Máy bay hạ cánh, Tiêu Chính Văn đi theo binh lính đến phòng tiếp khách VIP, gặp mặt Hắc Long. Cậu định làm thế nào? Lúc này, bên trong phòng tiếp khách, Hắc Long mặc quân trang, đeo sao vàng trên vai, ngồi trên ghế sofa cau mày hỏi. Tiêu chính văn đứng bên cửa sổ, nhìn khung cảnh sân bay bên ngoài, quay người nói, tối nay, Sơn Trang Ly Long sẽ có một bữa tiệc riêng, tôi cần ông âm thầm cử ra 10.000 quân hắc Long bao vây nghiêm ngặt Sơn Trang Ly Long. Tới lúc đó, nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì không thể dự liệu được thì cứ dùng hỏa lực bao phủ Sơn Trang Ly Long, hủy diệt nó hoàn toàn. Nghe tới đây, Hắc Long sướng sờ, cao mày nhìn tiêu chính văn rồi nói cậu điên rồi. Dùng hỏa lực bao phủ ư, vậy cậu thì phải làm sao? Tiêu chính văn lắc đầu nói, ông không cần phải lo lắng cho chuyện sống chết của tôi, Hán Vương mới là nhân vật nguy hiểm cực độ. Nếu như lần này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cứ làm theo những gì tôi đã nói. Nghe vậy, Hắc Long trầm mặc, nghĩ ngợi mãi một lúc lâu, ông ta mới nói, nếu như thật sự gặp phải tình huống đặc biệt thì cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm là mình có thể rời khỏi đó? Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ, nói, không có gì chắc chắn cả. Theo những gì Thiên Tử nói, Hán Vương rất có khả năng là cường giả Thiên Vương cấp địa ba sao? Một cường giả như vậy không phải người mà tôi có thể đối kháng được. Có điều tôi sẽ cố hết sức để khống chế ông ta. Ông dẫn theo quân Hắc Long hành động theo tình hình thực tế. Hắc Long gật đầu trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn đã vào nghỉ ngơi tại khách sạn ở Tây Sa. Buổi tối, Sơn Trang ly long đèn đuốc rực rỡ, bãi đỗ xe trước cửa chật kín đủ loại xe sang. Porsche, Bentley, Ferrari, Rolls Royce, dòng gì cũng có. Còn có không ít xe của quân khu. Trên thảm đỏ đều là những nhân vật có máu mặt ở Tây Sa. Cả Sơn Trang Ly Long được xây dựng trên đường bờ biển, đập vào mắt là đại dương bao la, ẩm ẩm tiếng sóng vỗ. Lúc này, một chiếc xe sang đỗ lại trước cửa, tiêu chính văn bước từ trên xe xuống, ngẩng đầu nhìn sơn trang ly long chật kín đủ loại xe sang trước mắt, khóe mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó, anh tiến về phía trước, đi thẳng vào trong đại sảng buổi tiệc của Sơn Trang Ly Long. Đám người đang ăn uống linh đình trước mắt đều là những nhân vật lớn trong giới chính trị và có cả đại gia trong các giới ở Tây Sa hội trường còn có không ít sĩ quan mặc quân phục cũng đang cười nói chuyện trò rôm giả. Nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, trong lòng tiêu chính văn không khỏi thắc mắc. Theo lý mà nói, Hán Vương không nên lộ mặt ở một nơi như này mới đúng. Dù gì hiện tại trên toàn bộ lãnh thổ Hoa Quốc đều không có bất cứ chút ít thông tin gì liên quan đến Hán Vương, có thể dùng cụm từ phong tỏa triệt để để hình dung thế nên tổ chức một buổi tiệc quy mô lớn như vậy không hề phù hợp với lẽ thường chẳng bao lâu sau ông chủ của sơn trang ly long bước lên sân khấu đọc lời chào mừng tiêu chính văn đứng trong đám người cũng coi như hiểu được bữa tiệc tối này là do sơn trang ly long đứng ra tổ chức mục đích là để tiến hành quyên góp từ thiện nói là quyên góp từ thiện thế nhưng dường như những người ở đây ai cũng biết mục đích thật sự xem ra Hán Vương này chính là người giật dây phía sau, Tiêu Chính Văn nhủ thầm trong lòng. Đúng lúc này, hai tên vệ sĩ mặc vest đen cũng tiến về phía Tiêu Chính Văn, khách khí nói: "Anh Tiêu, ông chủ nhà tôi có lời mời anh." "Ông chủ nhà anh?" Tiêu Chính Văn cau mày nhìn hai tên vệ sĩ mặc vest đen đang đứng trước mặt mình. Nghĩ ngợi một lát, anh cũng đi theo hai vệ sĩ này tới tầng 3 của sơn trang, gặp được Hán Vương trong truyền thuyết tại một phòng họp riêng tư trước mắt tiêu chính văn là một ông cụ dù đã tuổi già nhưng lại có khí thế uy nghiêm chắp tay sau lưng tóc bạc trắng đầu dáng người thẳng tắp quay lưng lại với cửa chính đứng trước ô cửa sổ kiểu tây âu cậu đến rồi ông cụ đó từ tốn lên tiếng chất giọng trầm lắng như mang theo cả tiếng sấm sét khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc tiêu chính văn cau mày nhìn ông cụ đang đứng quay lưng lại với mình khoảnh khắc này anh có cảm giác như mình đang đối diện với tông chủ võ thí thiên của võ thần tông. Trên người ông cụ này không biết là vô tình hay cố ý lại toát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp hơn bản thân anh gấp mấy lần. Ít nhất thì cũng là sức mạnh của thiên vương cấp địa ba sao. Tiêu chính văn khẽ nhướng mày, cả người căng cứng, thần thái nghiêm túc. Ông là hán vương à, tiêu chính văn lên tiếng hỏi. Cụ ta khẽ cười rồi quay người lại, để lộ ra gương mặt vuông, trên mặt nở nụ cười nhạt, thoạt nhìn thì thần sắc nghiêm túc, khí thế uy nghiêm, có một loại cảm giác không giận mà uy. Đặc biệt là cặp lông mày của cụ ta cứ như mang theo tia sét xuyên người. Bên trong hốc mắt, đôi mắt phức tạp lóe lên ánh sáng chói mắt, khiến cho Tiêu Chính Văn khẽ run lên trong lòng. Mạnh thật, chỉ một ánh mắt mà đã khiến cho Tiêu Chính Văn cảm thấy có phần hơi rối loạn. Cụ ta cười nói, "Hán Vương đã rất nhiều năm không nghe thấy hai chữ này rồi, nếu như cậu thích gọi như vậy thì cũng được." Dứt lời, cụ ta đi tới bên ghế sofa rồi ngồi xuống, sau đó bình thản pha trà, rót ra hai tách, đẩy một tách trà tới trước mặt Tiêu Chính Văn, giơ tay tỏ ý mời, nói "Chủ soái Tiêu, nếu đã tới rồi thì mời cậu ngồi, nếm thử trà phổ nhĩ của tôi xem mùi vị thế nào." Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, nghĩ ngợi rồi bước lên trước ngồi xuống đối diện Hán Vương. Tiếp đó, anh cầm tách trà nhỏ màu xanh ngọc bích lên rồi nhấp một ngụm trà này quả thực không tệ thơm dịu còn có tác dụng an thần hán vương cười nói đây là loại trà tôi đã hỏi xin một vị cao tăng ở một ngôi chùa cổ theo như cao tăng đó nói loại trà này có công dụng kéo dài tuổi thọ và an thần chủ soái tiêu cảm thấy thế nào tiêu chính văn bình thản gật đầu nói quả đúng là trà ngon chỉ có người pha trà là tôi chưa thể đánh giá được nghe tới đây Hán Vương liền bật cười rồi tự mình nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi, trong mắt chủ soái tiêu, tôi là người như thế nào? Chương 930, phái Quang Minh. Nghe đến vấn đề này, Tiêu Chính Văn nhíu mày không biết mục đích của Hán Vương là gì. Nhưng Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, kẻ phản nước, phản vua. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Hán Vương khẽ cười nói, phản nước, phản vua, hóa ra trong mắt người đời tôi là kẻ gian ác như thế. Tiêu Chính Văn nhíu mày cảm giác câu này của Hán Vương có ý nghĩa sâu xa khác. Như thể cả thế giới đều hiểu lầm cụ ta. "Hán Vương, tôi đã nghe nói về chuyện của ông rồi, phản nước phản vua là sự thật." Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Hán Vương gật đầu dường như cũng không muốn cãi lại, "Đúng thế, đúng là tôi phản bội lại Hoa Quốc, phản bội lại thiên tử hiện tại, nhưng chủ soái Tiêu có biết tại sao không?" Tiêu chính văn nhíu mày nói, chẳng lẽ không phải vì dã tâm của ông sao? Dã tâm, nghe đến hai chữ này, Hán Vương trầm tư nói, không có dã tâm, mà chỉ có đức hạnh thì có thể trở thành Hán Vương của Hoa Quốc được sao? Có tài gì có thể giúp thiên tử hiện tại ngồi vững trên cái ghế kia? Nghe cụ ta nói thế, tiêu chính văn im lặng không đáp. Hán Vương nói tiếp, Hoa Quốc cần một thống soái lớn mạnh có thể giao uy với các nước, chứ không phải mềm mỏng ngoại giao thế giới này chỉ có nắm đấm chỉ có sức mạnh quân đội hùng hậu mới có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới hoa quốc vốn dĩ có thể trở thành bá chủ của thế giới nhưng vì có quá nhiều nghị quyết mềm mỏng cứ mãi đứng một chỗ tôi chỉ là một người cải cách thời đại thôi muốn hoa quốc đứng trên đỉnh cao của thế giới thì phải khiến trăm nước khuất phục sợ hãi hoa quốc chỉ có như vậy hoa quốc mới có thể phát triển vững chắc được nói xong hán vương còn chưa hài lòng tiêu chính văn bình thản nghe hết sau đó anh nói, Hoa Quốc chưa bao giờ dựa vào việc uy hiếp ai để đứng trên đỉnh cao của thế giới cả. Văn hóa 5.000 năm của Hoa Quốc chưa từng dựa vào nắm đấm gì mà ông nói đó mới trở thành nước lớn của phương Đông. Tư tưởng của ông khác hoàn toàn với văn hóa ăn sâu vào xương cốt của Hoa Quốc. Người như ông rất nguy hiểm bởi vì trong mắt ông chỉ có quyền lực và bạo lực mới có thể giải quyết vấn đề. Đây là thủ đoạn cấp thấp, cũng là cách khiến người đời cảm thấy trơ chẽn nhất. Hán Vương, Ông già rồi, đã nhiều năm thế rồi mà ông vẫn còn chìm đắm trong giã tâm của mình, say đắm dưới chủ nghĩa bá quyền của mình. Tôi không biết là ông đã đạt được chủ nghĩa bá chủ hay chủ nghĩa bá quyền khống chế ông nữa. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, sắc mặt Hán Vương tối sầm lại, lạnh lùng hỏi, cậu cũng nghĩ tôi làm vậy là sai à? Trong mắt cậu, nguyên tắc và tư tưởng làm việc của tôi cũng sai ư? Sai hết, cực kỳ sai. Tiêu Chính Văn không hề nhân nhượng mà đả kích, nguyên tắc làm việc của ông, nắm đấm và sức mạnh quân sự mà ông nói chỉ làm ông ngày thêm thù hận mà thôi. Một lời không hợp thì ông sẽ phát động chiến tranh, như thế chỉ càng khiến nhân dân lưu lạc không nơi nương tựa, mất đi người thân, như thế chỉ khiến họ càng thêm hận thù và khiếp sợ. Đến lúc đó Hoa Quốc không chỉ không thể phát triển bình ổn mà ngược lại sẽ rơi vào các kiểu chủ nghĩa hận thù và khủng bố, nước đăng đáp là ví dụ điển hình nhất hiện tại trên trường quốc tế nước đăng đáp đã mất đi lòng dân mất đi sự tự do nhân quyền và công chính mà họ hướng đến nếu hoa quốc làm theo suy nghĩ của ông sớm muộn gì cũng có ngày trở thành nước đăng đáp tiếp theo đủ rồi hán vương bỗng nổi giận bóp nát tách trà trong tay sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ quay lưng lại với tiêu chính văn nói hôm nay tôi không nói với cậu những chuyện này nữa chủ soái tiêu tôi đã bảy bố năm nghìn tử sĩ của quân đoàn Đồ Long khắp Sơn Trang Ly Long này, cậu nghĩ tối nay cậu có thể ra khỏi đây sao? Nghe vậy, tiêu chính văn bình tĩnh đứng lên, khẽ cười nói, Hán Vương muốn trở mặt đấy à? Hán Vương xoay người nở nụ cười nham hiểm nói, dù sao nếu tôi muốn quay lại Hoa Quốc thì chủ soái tiêu và 300.000 quân phá Long của cậu sẽ là vật cản đầu tiên của tôi, thế nên tôi giết chết cậu ở đây là quá hợp lý. Tiêu chính văn gật đầu chắp tay ra sau, bình thản cười nói, Hán Vương nói đúng, nhưng trước khi đến tôi cũng có chuẩn bị rồi. Bên ngoài Sơn Trang Ly Long có 10.000 quân Hắc Long Nam Lĩnh đều được trang bị đầy đủ vũ khí. Nếu trong Sơn Trang xảy ra bất kỳ tình huống đặc biệt nào thì hỏa lực của 10.000 quân Hắc Long sẽ bao phủ cả Sơn Trang. Đến lúc đó có lẽ kết cục của Hán Vương và tôi sẽ giống nhau. Không ai có thể sống sót dưới hỏa lực của quân Hắc Long cả dù Hán Vương có là cường giả thiên vương cũng không thể. Nói đến đây, ánh mắt tiêu chính văn lóe lên ánh sáng, khí thế trên người bỗng bùng phát. Hán Vương nhíu mày nhìn chầm chầm tiêu chính văn như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, Hán Vương nói quả nhiên chủ soái tiêu không phải đơn giản, hôm nay đến đây thôi, tiễn khách. Cụ ta vừa dứt lời, cửa lớn mở ra, tiêu chính văn cũng không lề mề mà xoay người đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi sơn trang ly long, tiêu chính văn chậm rãi đi trong màn đêm rồi lái xe rời đi. Lúc này trên lầu của sơn trang ly long, hán vương nhìn tiêu chính văn lái xe rời xe qua cửa sổ. Sau đó nói với người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen ở phía sau, cậu có nghĩ cậu ta là biến số đó không? Người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen đó có dáng người gầy gò, mặt hình chữ điền, mắt sách lên, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo lúc này ông ta hơi cong người nói hán vương theo tôi thấy không thể xem thường tiêu chính văn này dù sao cậu ta cũng là cháu của tiêu long còn cậu ta có phải là biến số hay không vẫn chưa đến lúc nên vẫn phải quan sát thêm hán vương gật đầu sau đó xoay người lại hỏi việc tôi giao cho cậu thế nào rồi người đàn ông trung niên áo khoác ngắn màu đen đó cung kính đáp thưa vương đã sắp xong rồi trong vòng một tháng hai trăm nghìn tử sĩ quân đoàn đồ long sẽ lẻn vào hoa quốc Lúc đó chỉ cần Hán Vương ra lệnh thì 200.000 tử sĩ Đồ Long sẽ khởi nghĩa vũ trang, đổ máu chiến đấu vì Hán Vương, tạo ra thời đại và huy hoàng thuộc về Hán Vương. Nói đến đây, người đàn ông trung niên đó kích động không thôi. Cứ như ông ta đã nhìn thấy được một cảnh tượng phồn thịnh khác. Hán Vương gật đầu, híp mắt nói, thiên tử hiện tại hồ đồ, ngu ngốc, quá mềm mỏng với các quốc gia thù địch nên phải có người có sức mạnh chuyển hóa thế cục hoa quốc hiện tại mà tôi chính là thiên tử trời định đúng thế hán vương mới là thiên tử chân chính người đàn ông trung niên đó đứng một bên thổi phồng lên ngoài ra việc điều tra bên tiêu long thế nào rồi hán vương lại hơi người đàn ông trung niên đó đanh mặt lại ngẫm nghĩ rồi nói hán vương phái quang minh là một trong năm tổ chức lớn bí ẩn nhất thế giới chúng tôi không thể điều tra được tin tức về tổ chức đó Tiêu Long gia nhập vào tổ chức đó chắc chắn có mục đích của ông ta. Nhưng thuộc hạ nghe nói dạo này phái Quang Minh đang chọn nhân tài trên toàn thế giới để gia nhập tổ chức, ông xem chúng ta có nên ứng tuyển hay không? Chương 931, Quốc vận của Hoa Quốc. Không cần, phái Quang Minh không phải là nơi chúng ta có thể dễ dàng trà trộn vào. Bên trong đó có sự tồn tại của đám quái vật ngay cả bản soái muốn gia nhập vào phái quang minh cũng cần phải trải qua cuộc cuộc đánh giá nghiêm ngặt. Hán Vương nói, ánh mắt đầy vẻ sâu xa. Phái Quang Minh là tổ chức mang tính toàn cầu. Số người không nhiều, nghe nói cả phái Quang Minh chỉ có 10 người. 10 người này được gọi là thập tôn Quang Minh. Mỗi người đều là cường giả cảnh giới thiên vương. Hơn nữa, thập tôn này đều có danh hiệu riêng, nếu một trong số đó chết đi, đều sẽ có người mới thay thế lời tuyên thể của phái quang minh là ánh sáng không bao giờ bị dập tắt. Nhìn nhận theo cách này, mọi người sẽ nghĩ rằng phái quang minh chính là đại diện của chính phái. Nhưng không ai biết phái quang minh là sự tồn tại thế nào. Chẳng lẽ chúng ta từ bỏ như vậy sao? Người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen ngập ngừng hỏi. Hán vương gật đầu, từ bỏ. Làm những gì bây giờ chúng ta cần làm là được chúng ta không nên can thiệp vào tổ chức thần bí bên kia thế giới như phái quang minh. Tiêu Long gia nhập phái quang minh, bất kể là vì mục đích gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch và hành động tiếp theo của chúng ta. Gió, người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen cung kính đáp, sau đó lui ra khỏi phòng họp. Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn rời khỏi Sơn Trang Ly Long đã đến gặp Hắc Long ở một ngôi biệt thự khác. Lúc này, xung quanh biệt thự đã được bao vây bởi quân hắc long gặp hán vương chưa bọn họ nói gì hắc long nôn nóng hỏi tiêu chính văn thản nhiên đáp không nói gì chỉ nói suy nghĩ cá nhân của mình thôi suy nghĩ cá nhân là có ý gì hắc long cảm thấy khó hiểu cau mày hỏi tiêu chính văn lại nói chuyện dài lắm hắc long hán vương tuyệt đối không đơn giản đâu ông ta nhất định là có âm mưu gì đó Chúng ta phải chuẩn bị trước, từ cuộc nói chuyện hôm nay với Hán Vương cho thấy, người này có rất nhiều tham vọng. Tôi nghi ngờ rằng ông ta sẽ gây bất lợi cho Hoa Quốc. Gây bất lợi cho Hoa Quốc? Hắc Long nhíu mày, sắc mặt u ám, nói ý cậu là Hán Vương sẽ bí mật hành động sao? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, không phải là không có khả năng này. Trong tay Hán Vương có 200.000 quân đoàn đồ long. Nếu ông ta bí mật đưa những tử sĩ này vào Hoa Quốc thì đây sẽ là một thảm họa lớn cho Hoa Quốc. Vì vậy, chúng ta nhất định phải nâng cao tinh thần cảnh giác, từ giờ trở đi, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các chiến khu lớn, biên giới và cả cửa khẩu hải quan. Nghe vậy, Hắc Long gật đầu, "Ừ, cậu nói cũng có lý, tôi sẽ lập tức thu xếp ngay." Nói xong, Hắc Long lấy điện thoại ra gọi điện đến phòng chỉ huy chiến khu Nam Lĩnh để hạ lệnh. Đồng thời, Tiêu Chính Văn cũng thông báo cho chiến khu Bắc Lương. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Tiêu Chính Văn vẫn hơi lo lắng, anh bấm số gọi cho Tần Hán Quốc, "Ông Tần, tôi có chuyện cần báo với ông." Lúc này, Tần Hán Quốc đang giải quyết công việc ở Long Các, nhận được điện thoại của Tiêu Chính Văn, thấy hơi kinh ngạc, hỏi "Có chuyện gì vậy?" "Tôi vừa gặp mặt Hán Vương," Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. "Cái gì?" Bên kia điện thoại, Tần Hán Quốc kinh ngạc đứng bật dậy vẻ mặt kinh hãi nói cậu gặp mặt Hán Vương rồi ư. Ông ta không làm gì cậu sao? Tiêu chính văn lắc đầu, tạm thời vẫn chưa, nhưng mà ông Tần, tôi nghĩ Hán Vương đang có hành động mở ám nào đó, lòng các cần gấp rút đề phòng. Nghe vậy, Tần Hán Vương nhíu mày, hỏi cậu chắc chắn Hán Vương có hành động mở ám sao? Tiêu chính văn cau mày, nghiêm túc gật đầu, tôi chắc chắn. Được, tôi sẽ thông báo cho toàn bộ Long Các, cả bên thiên tử các nữa. Tần Hán Vương nói xong lập tức cúp điện thoại, thông báo cho ba vị trưởng lão khác của Long Các. Giang Vạn Long nghe được chuyện này, nhíu chặt mày, chắp tay, đi tới đi lui trong phòng họp của Long Các, sau đó, đấm mạnh vào bàn trong phòng họp, tức giận nói, "Hán Vương, đúng là tự đâm đầu vào tường, lập tức thông báo cho các chiến khu lớn, gia tăng cảnh giác, tôi sẽ đến Thiên Tử Các." Nói xong, một mình Giang Vạn Long đi tới Thiên Tử Các ngay trong đêm. Lúc này, Thiên tử vẫn đang trị thương, thấy Giang Vạn Long đến cũng hơi kinh ngạc hỏi: "Ông Giang, muộn như vậy rồi sao ông lại đột ngột đến đây?" Giang Vạn Long hơi cúi người, sau đó nói: "Thiên tử, xảy ra chuyện rồi." "Hôm nay, Tiêu Chính Văn đã gặp Hán Vương ở Tây Sa. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã trở về an toàn, nhưng cậu ấy nói Hán Vương có âm mưu gì đó, chúng ta phải nâng cao cảnh giác." Nghe vậy, Thiên tử nhíu mày, mặc áo choàng màu vàng nhạt đi đi lại lại trong đại điện, trầm giọng nói, lập tức thông báo cho chiến khu Long Kinh, thiết lập giới nghiêm toàn thành phố. Ngoài ra, thông báo cho cấm vệ quân, tuần tra Long Kinh 24 phần 24. Gió, Giang Vạn Long đáp xong lập tức quay người rời khỏi thiên tử các. Trong đại điện, một mình thiên tử đứng trên ban công, nhìn thành phố cổ kính bên ngoài, ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói, Hán Vương, ông vẫn định ra tay sao một lúc lâu sau ông long đi đến phía sau thiên tử nói thiên tử có cần liên hệ với võ thần tông không thiên tử trầm mặc một lát ánh mắt lóe lên nói không cần vẫn chưa đến bước đường đó nói xong thiên tử nói tiếp ngoài ra thông báo cho các vị trưởng lão ở tông miếu trấn thủ bốn cổng trong trong thành long kinh và sáu cổng ngoài thành đề phòng các nước có mưu đồ khác đặc biệt là bốn chiến trường ngoài vùng ông long nghe vậy hơi nhíu mày nói thiên tử thật sự cần phải thông báo cho các vị trưởng lão ở tông miếu sao các nước khác cho dù có dã tâm thì cũng không dám ra tay với hoa quốc vào lúc này đặc biệt là bốn chiến trường ngoài vùng bây giờ đang đình chiến chắc là bọn họ sẽ không phái cường giả đến tấn công hoa quốc đâu thiên tử lắc đầu nói mọi chuyện không thể xem nhẹ được Bốn chiến trường ngoài vùng là chiến trường của cường giả, đều là những kẻ đã trải qua cuộc chiến tàn khốc nhất, nếu bọn họ muốn ra tay thì đến lúc đó chuẩn bị cũng không kịp nữa. Ông Long gật đầu, nói, nhưng tôi lo đến lúc đó không đủ nhân lực, một mặt là sự dò ngó của các nước khác, mặt khác là vô số cường giả của bốn chiến trường ngoài vùng, e là các vị trưởng lão ở Tông Miếu cũng không ứng phó kịp. Nghe thấy vậy, thiên tử trầm mặc. Ông cảm thấy tiêu chính văn thế nào? thiên tử đột nhiên quay người, nghiêm túc nhìn ông Long rồi hỏi. Ông Long sững sờ, mắt hiện lên vẻ do dự, sau đó nói tiêu chính văn vừa thăng lên cảnh giới thiên vương chưa được bao lâu, còn chưa trải qua lễ sửa tôi quốc vận hoa quốc, nếu tùy tiện chiến đấu với cường giả của bốn chiến trường ngoài vùng, thì e là sẽ thua. Và lại tiêu chính ăn cần chỉ huy chiến khu Bắc Lương để đối đầu với các nước khác. Nếu tùy tiện điều động cậu ta khỏi tiền tuyến, đến lúc đó, e là sẽ gây ra hàng loạt những phiền toái không cần thiết. Thiên tử trầm mặc, thở dài nói quốc vận 10 năm mới mở cửa một lần, còn 3 năm nữa mới đến lần tổ chức tiếp theo. Trong cuộc diện hiện tại, chúng ta không thể chờ đến lúc đó. Nghe vậy ông Long nói, thiên tử, nếu mở cửa quốc vận trước thời hại thì sao? Thiên tử xứng sờ, nói, mở cửa quốc vận trước thời hạn thì quá mạo hiểm đối với những người tham gia lễ rửa tội thì nguy cơ thất bại sẽ lên đến 8 phần. Hơn nữa, quốc vận nằm ngoài sức chịu đựng của người thường. Nếu là người không kiên nhẫn thì nhất định sẽ bị quốc vận chu sát ngay tại chỗ. Tinh thần và thể xã đều tiêu tan. chương 932, Nhiệm vụ bí mật. Lễ rửa tội quốc vận rất khó vượt qua. Đó là sự thừa nhận số mệnh của một nước, người không kiên định thì sẽ không có cách nào chịu đựng được. Đồng thời, quốc vận này cũng có thể rửa tội cho quân đội chiến khu, nâng cao năng lực chiến đấu và tố chất cơ thể cho các binh lính. Nhưng cũng đồng thời, 100.000 người trải qua lễ rửa tội của quốc vận, có thể có 50.000 người thành công, đã là kết quả vô cùng không tệ rồi. Thiên tử im lặng hồi lâu, cuối cùng nói, trước tiên cứ sắp xếp như vậy đi, bảo các chiến khu lớn tăng cường đề phòng, bảo mấy vị trưởng lão trấn giữ cửa thành, nếu có người ngoài biên giới xâm phạm, nhất định phải giết ngay. Ngoài ra, chú ý tình hình của bốn chiến trường lớn ngoài vùng, nếu có cường giả đánh tới thì phải nhanh chóng thông báo cho tôi. Vâng, thưa thiên tử." Ông Long trả lời, sau đó xoay người rời khỏi thiên tử các. Ra khỏi thiên tử các, một bóng người xuất hiện trong bóng tối, quỳ một chân cung kính phía sau ông Long. "Cậu lập tức trở về Võ Thần Tông, báo cho tông chủ biết, Hán Vương trở về với 200.000 tử sĩ trong tay, có mưu đồ xấu với Hoa Quốc." ngoài ra thiên tử đã mời trưởng lão tông miếu trấn thủ bốn cửa nội thành và sáu cửa ngoại thành còn nữa thiên tử khẳng định rất có khả năng là có cường giả ở chiến trước ngoài vùng sẽ trở lại bảo tông chủ đưa ra quyết định ông long vội vàng nói sắc mặt lạnh lùng thần sắc nghiêm trọng gió bóng người kia nhanh chóng biến mất trong bóng tối ông long ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời sao ánh mắt sâu xa mà lại lạnh như băng cùng lúc này, bên phía Tiêu Chính Văn đang nói chuyện với Hắc Long. Tiêu Chính Văn, làm giúp tôi một chuyện. Hắc Long cười híp mắt, nhíu mày, bày ra bộ dạng tôi coi cậu là người anh em thì phải ra sức tận dụng. Ông đường đường là chủ soái Hắc Long, còn cần tôi giúp đỡ gì chứ? Tiêu Chính Văn cười nhạt. Hắc Long nhún vai, vốn dĩ không cần cậu giúp đâu, nhưng tôi sắp ra nước ngoài tham gia cuộc thi đấu quân sự 6 nước liên hợp không có nhiều thời gian để ý đến tình hình của chiến khu Nam Lĩnh. Tiêu chính văn suy nghĩ, đáp, nói đi, chuyện gì? Có điều, tôi phải nói rõ trước, thời gian của tôi không nhiều. Có vẻ như Hắc Long đã dự đoán từ sớm rằng Tiêu Chính Văn sẽ đồng ý nên vội cười nói, chuyện nhỏ, chút chuyện nhỏ, đầu tiên, giúp tôi trông nom chiến khu Nam Lĩnh, thứ hai, thay tôi bảo vệ vài người. Nghe vậy Tiêu Chính Văn nhướng mày, hỏi bảo vệ vài người. Hắc Long, ông có biết bảo chủ soái của một chiến khu bảo vệ vài người thì phải trả cái giá lớn cỡ nào không? Hắc Long vừa nghe thì biết Tiêu Chính Văn đang có tính toán riêng, "Được, được, cậu có điều kiện gì thì cứ nói thẳng." Tiêu Chính Văn nói, "Điều kiện à, tạm thời không biết, đợi tôi nghĩ ra rồi tìm ông." "Nói đi, người nào quan trọng như vậy, lại có thể mời được chủ soái chiến khu Nam Lĩnh đích thân chọn người bảo vệ?" Lúc này sắc mặt Hắc Long nghiêm túc nói, đối phương là một thế gia giàu có của vùng này nhà họ Vương. Ông cụ của nhà họ Vương trước đây là thủ trưởng cũ của tôi, con trai ông ấy Vương Thiên Hành dấn thân vào kinh doanh, cũng có danh tiếng không nhỏ ở vùng này. Ông bảo tôi đi bảo vệ một thế gia giàu có ư, tiêu chính văn nhướng mày. Hắc Long vội nói, không phải, cậu nghe tôi nói đã. Cả nhà Vương Thiên Hành này đang thực hiện dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật trang bị quân sự. Gần đây, Công ty của ông ta đã nghiên cứu ra một loại tên lửa đạn đạo kiểu mới, có thể tự động xoay chuyển. Loại tên lửa đạn đạo này rất có ích với việc nâng cao sức mạnh chiến khu quân sự cả Hoa quốc. Đáng tiếc là, dự án nghiên cứu không biết bị ai tiết lộ, đã thu hút sự chú ý của thế lực bên ngoài biên giới. Dựa theo tình hình tôi điều tra, đã có mười mấy thế lực bên ngoài biên giới bí mật lẻn vào thành phố Tây Sa mặc dù tôi đã phát người âm thầm giải quyết mấy thế lực ngoài biên giới nhưng trong số đó cũng không thiếu những thế lực ngầm có uy danh hiển hách trên thế giới cho nên bây giờ tôi mới nhờ cậu bảo vệ nhà họ vương này giúp tôi nghe xong tiêu chính văn coi như đã hiểu suy nghĩ một hồi anh gật đầu nói được tôi đồng ý bảo vệ tốt cho nhà họ vương cũng tương đương với việc bảo vệ thành quả nghiên cứu tên lửa đạn đạo tự động xoay chuyện kiểu mới không sai Hắc Long vỗ đùi mặt đầy vẻ kích động loại kỹ thuật tên lửa đạn đạo xoay chuyển kiểu mới này ngay cả Mế Quốc cũng vừa mới nắm vững nếu Hoa Quốc cũng có kỹ thuật này thì tương đương với việc chúng ta trở thành quốc gia thứ hai toàn thế giới nắm vững kỹ thuật loại thành tựu này không thua gì vũ khí hạt nhân ban đầu thoáng chốc bên phía Hắc Long đã liên lạc với vương thiên hành của nhà họ Vương tỏ ý sẵn sàng phái một đại diện bảo vệ nhà họ Vương và cô chủ nhà họ Vương. Đương nhiên, Hắc Long cũng không tiết lộ thân phận của Tiêu Chính Văn. Một là sợ gây ra phiền phức không cần thiết, hai là sợ đánh rắn động cỏ. Kế hoạch của ông ta và Tiêu Chính Văn rất đơn giản, đó là dẫn rắn ra khỏi hang, một lưới tóm gọn. Nếu thế lực bên ngoài biên giới đã ngấp nghé kỹ thuật nghiên cứu tên lửa đạn đạo xoay chuyển này, vậy thì họ sẽ khiến những thế lực bên ngoài biên giới lẻn vào hoa quốc này hoàn toàn ở lại Hoa Quốc, không thể về nước được nữa. Không bao lâu, điện thoại của Vương Thiên Hành đã gọi đến. Trong điện thoại, Vương Thiên Hành tỏ thái độ nhún nhường, nói cậu Tiêu, nghe nói cậu là lính giải ngũ của Bắc Lương, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ cậu, hy vọng có thể gặp mặt cậu. Được, Tiêu Chính Văn liếc nhìn Hắc Long ở đối diện, hờ hững nói, sau đó cúp máy. Hắc Long cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy được rồi, tôi đi trước đây, cậu tạm ở lại đây nhé. Tiêu chính văn gật đầu, tiễn Hắc Long. Đồng thời, anh gọi điện cho Khương Vi Nhan báo bình an và nói sẽ chỉ hoãn vài ba ngày. Sáng hôm sau, Vương Thiên Hành cho tài xế và xe chuyên dụng đến biệt thự gần đó, đón Tiêu Chính Văn đến nhà họ Vương. Trước mắt, anh đã đến biệt thự của Vương Thiên Hành. Tiêu Chính Văn vừa vào biệt thự thì bắt đầu quan sát bộ cục biệt thự, cùng với hệ thống bảo an của biệt thự. Về mảng bảo an này thì Vương Thiên Hành làm rất tốt, trong ngoài biệt thự đều lắp đặt camera, thậm chí còn sắp xếp rất nhiều vệ sĩ. Nhưng Tiêu Chính Văn nhìn một lượt, lắc đầu bất lực, thẳng thắn đã kích kém. Vô cùng kém, lực lượng bảo vệ và hệ thống giám sát của các ông như vậy, không cần nói đến thế lực bên ngoài biên giới, cho dù một tên trộm chuyên nghiệp cũng có thể lẻn vào thành công. Nghe thấy câu này, sắc mặt Vương Thiên Hành tối sầm lại, sắc mặt của mấy đội trưởng vệ sĩ phía sau ông ta cũng hết sức u ám người này là ai không phải cậu ta đến xin làm vệ sĩ chứ nói chuyện lại ngông cuồng như vậy hệ thống bảo vệ của chúng tôi đều là tiên tiến nhất nước ngoài cậu dựa vào đâu mà nói kém mẹ kiếp thằng danh này cũng biết giả vờ quá đấy làm như cậu ta là chuyên nghiệp lắm vậy nhưng lúc này vương thiên hành lại cười lớn rồi nói được cậu tiêu tôi rất tôn trọng năng lực nghề nghiệp của cậu. Cậu là người chủ soái Hắc Long giới thiệu đến, tôi cũng không muốn làm khó cậu gì cả. Nếu năng lực nghề nghiệp của cậu không đủ tiêu chuẩn, vậy thì mong cậu lập tức rời khỏi nhà họ Vương. Thật ra Vương Thiên Hành đã nổi giận, ông ta đã đưa ra điều kiện rất cao, mới mời Tiêu Chính Văn đến, không ngờ Tiêu Chính Văn lại không hề giữ thể diện cho mình. Nghe nói bản lĩnh của cậu không tệ, hơn nữa còn là lính giải ngũ Bắc Lương, cũng có nghĩa là cậu từng đụng đến súng. Có đôi lúc tôi sẽ tiến hành giao dịch với những người nước ngoài vùng biển Duyên Hải, mà trên người bọn họ có vài người mang theo súng. Nếu xảy ra ẩu đả bằng vũ khí, tôi muốn biết kỹ thuật bắn súng của cậu có đạt yêu cầu hay không. Sứt lời, Vương Thiên Hành vỗ tay, một tên vệ sĩ đi đến, đưa cây súng cho Tiêu Chính Văn. Sau đó vệ sĩ kia để quả táo lên mặt bàn, ý là bảo Tiêu Chính Văn nổ súng bắn quả táo. Khoảng cách của tiêu chính văn với quả táo không tới 50 mét, lúc này anh nhíu mày. Sau đó, tiêu chính văn không thèm suy nghĩ, giơ súng trong tay lên, cuối cùng nổ liên tiếp mấy phát súng về phía vệ sĩ, dọa tên vệ sĩ kia nhảy dựng lên. Nhưng sau đó tên vệ sĩ kia phát hiện trên người mình không có vết thương, mà áo và quần đều rơi rớt, chỉ còn lại một chiếc quần lót xuất hiện trước mặt Vương Thiên Hành. Kỹ thuật súng ghê gớm này, khiến vương thiên hành cũng giật nảy mình theo tên vệ sĩ kia thậm chí bàn tay đang châm thuốc của vương thiên hành không ngừng run rẩy ông chủ vương để tôi châm thuốc cho ông sau đó họng súng của tiêu chính văn xoay qua cuối cùng nhắm chuẩn vào ông chủ vương người khác còn chưa phản ứng kịp tiêu chính văn đã bóp cò sau đó viên đạn lướt qua tay của vương thiên hành châm níu thuốc trong tay vương thiên hành không biết kỹ thuật súng của tôi có khiến ông hài lòng hay không, Tiêu Chính Văn hỏi. Vương Thiên Hành xứng sở tại chỗ hồi lâu sau, mới gật đầu một cách cứng đờ, hài lòng, hài lòng. Bây giờ ông ta nào dám nói không hài lòng, kỹ thuật súng của Tiêu Chính Văn quả thật đạt đến cấp bậc thần súng. chương 933, không ai có thể cao hơn người khác một bậc. Lợi hại, lợi hại quá. Thậm chí ngay cả xạ thủ chuyên nghiệp có lẽ cũng không làm được như vậy quá đáng sợ. Trước những lời kích động không dứt, Tiêu Chính Văn đặt súng dưới bục. Thực ra vừa nãy anh thể hiện kỹ năng bắn súng thì Vương Thiên Hành đã rất kính phục anh. Nhưng khí thế trên người Tiêu Chính Văn quá mạnh mẽ, vượt qua cả ông chủ là Vương Thiên Hành nên khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu. Dù sao cũng không có vệ sĩ nào lại chĩa hỏng súng vào ông chủ của mình, hành động này của Tiêu Chính Văn là để ra oai với ông ta. Mặc dù ông ta đang tức giận nhưng cũng cảm thấy rất bình thường, vì ông ta nhìn ra được sự kiêu ngạo trong con người tiêu chính văn không giống những binh lính giải ngũ khác. Sự kiêu ngạo này khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Đồng thời cũng khiến ông ta thấy an tâm, ông ta thầm nghĩ rằng nếu tiêu chính văn có thể làm vệ sĩ cho ông ta thì anh nhất định sẽ là một dũng tướng. Còn kiểm tra gì nữa, cứ việc nói với tôi. Hai tay tiêu chính văn chắp sau lưng đợi Vương Thiên Hành đưa ra bài kiểm tra khác cho anh. Trong phòng khách này của chúng tôi tổng cộng bài trí 3 camera giấu kín, hai máy nghe trộm. Nếu trong vòng nửa tiếng cậu tìm ra được những thứ này thì bài kiểm tra thứ hai coi như đạt yêu cầu. Dẫu sao thì Vương Thiên Hành tìm vệ sĩ chứ không phải tìm côn đồ. Vệ sĩ nhất định phải bảo vệ tốt an toàn của bản thân ông ta và bảo vệ được bí mật riêng tư của ông ta tìm máy nghe trộm và camera giấu kín là năng lực cơ bản suy cho cùng ông ta và con gái đang nghiên cứu về dự án trang thiết bị quân sự bị người khác nghe trộm là chuyện bình thường cho nên chủ thuê được bảo vệ an toàn và bí mật của dự án được an toàn cũng rất quan trọng không cần đến nửa tiếng cho tôi một phút là đủ tiêu chính văn thành thạo bước xuống bục nhanh chóng lấy ra một chiếc máy nghe trộm sau đó là dưới sofa và trong cả bình hoa cạnh bể cá cũng tìm ra được camera giấu kín. Động tác nhanh nhẹn linh hoạt, không hề do dự và chậm chạp, như thể những chiếc camera này do anh đích thân lắp đặt. Ba chiếc camera và hai máy nghe trộm đã được tìm ra trong chốc lát, mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa dừng lại, còn tìm ra được một chiếc máy nghe trộm khác trong góc khuất của chiếc bàn ăn trong phòng khách. Thậm chí khe cửa phòng ngủ cũng tìm được máy nghe trộm, ngay cả phích cắm điện cũng phát hiện ra một camera khác những vị trí của camera và máy nghe trộm này ngay cả vương thiên hành còn không biết thấy những thiết bị theo dõi vứt đầy dưới đất vương thiên hành sợ hãi trợn mắt há mồm không ngờ có người nhân cơ hội ông ta không có ở nhà đã lắp đặt nhiều camera trong nhà như vậy ngay cả vệ sĩ của ông ta còn không phát hiện ra quá đáng sợ hóa ra nhất cử nhất động của ông ta đều nằm trong sự quan sát của đối phương sau đó tiêu chính văn bước đến trước mặt một tên vệ sĩ Tên đó sợ hãi nhìn anh. Ngay giây sau, Tiêu Chính Văn đấm vào bụng, rồi kéo cổ áo hắn, vòng qua vai ném hắn xuống đất. Tên vệ sĩ đó không hề có sức phản kháng, cả người ngã phịch dưới đất, toàn thân dã rời hoàn toàn buông lỏng. Tiêu Chính Văn mở rộng cổ áo hắn ra, lấy ra một máy nghe trộm và tìm thấy thiết bị theo dõi đặt trong giày hắn. Vương Thiên Hành vừa nhìn đã phát hiện được, hóa ra là do vệ sĩ của ông ta bán đứng là hắn đã lắp đặt những thiết bị theo dõi này. Đồ khốn, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi không hề bạc đãi cậu, vậy mà cậu lại bán đứng tôi. Vương Thiên Hành cực kỳ tức giận, vì tên vệ sĩ này là người thân cận bên cạnh ông ta, là một trong những người ông ta tin tưởng nhất, không ngờ lại là kẻ phản bội. Tạm thời có nhiều đấy, thực ra tôi phát hiện trong biệt thự và cả trong xe của ông, còn có rất nhiều thiết bị theo dõi khác. Có lẽ là do thế lực bên ngoài bố trí, nói cách khác ông chủ vương tình hình nhà ông bây giờ cực kỳ nguy hiểm đương nhiên nếu ông muốn thẩm vấn thuộc hạ tôi cũng có thể giúp ông cũng biết tôi là binh lính bắc lương có kỹ năng phỏng vấn tội phạm một cách bài bản tiêu chính văn cử động nắm đấm của mình vương thiên hành thấy mắt anh rực sáng không biết nên nói gì lần này ông ta thực sự đào được bảo vật một vị binh vương toàn năng cậu tiêu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện về vấn đề tiền lương cậu ra giá đi vương thiên hành đã nghĩ thông rồi bất kể tiêu chính văn có ra giá cao cỡ nào thì ông ta đều có thể chấp nhận không cần ông bỏ một xu nào cả tiền tôi không thiếu tôi làm như vậy chỉ là giúp đỡ một người bạn tiêu chính văn hờ hững nói hiểu rồi vương thiên hành gật đầu bắt đầu suy ngẫm về mối quan hệ của anh với chủ soái hắc long đúng rồi cậu tiêu chúng tôi đã làm xong bữa tối cậu có muốn ăn bữa cơm cùng chúng tôi không trong khi hai người đang nói chuyện thì người giúp việc đã bê món ăn lên bàn tiêu chính văn cũng không khách sáo nữa liền ngồi xuống vương thiên hành rót rượu cho tiêu chính văn những vệ sĩ khác chưa từng được đối đãi như thế này lúc này một giọng nói trong trẻo và vang dội truyền tới ai đã tự ý vào phòng tôi làm sáo trộn hết cả lên thế này suốt lời một cô gái xinh đẹp mặc quần jean và áo phông bước ra khỏi phòng. "Đây là Vương Ngọc Sương, con gái tôi." Vương Thiên Hành nhân cơ hội này giới thiệu con gái mình với Tiêu Chính Văn. Vương Ngọc Sương là cô gái khoảng 25-26 tuổi, không chỉ xinh đẹp mà trên người còn mang khí chất lạnh lùng diễm lệ của một nữ tổng giám đốc. Có lẽ trong khi Tiêu Chính Văn kiểm tra camera đã lật tung căn phòng của cô ta lên, nên lúc này cô ta rất tức giận, vừa bước vào đã hỏi tội Gương mặt xinh đẹp bừng bừng lửa giận. Vương Thiên Hành vội vàng giải thích với con gái ông ta, "Bố nói này, vừa nãy cậu tiêu vào phòng con để tìm camera và máy nghe trộm thôi. Hơn nữa còn tìm thấy hai camera trong phòng con đó. May mà cậu tiêu phát hiện ra, bên trong còn có thiết bị ghi hình, nếu bị người khác chụp trộm hình ảnh riêng tư của con thì toang rồi." Vương Thiên Hành nói xong, trong lòng còn cảm thấy cực kỳ may mắn. Cái gì? Chúng ta bị theo dõi thật à?" Vương Ngọc Sương nghe vậy cũng hơi hoảng sợ, nhưng cô ta lại càng tức giận hơn. "Dù vậy nhưng lúc hai người vào phòng con kiểm tra thì cũng phải nói với con một tiếng chứ. Không nói một lời mà đã tự ý bước vào phòng con, còn chưa được sự đồng ý của con, vậy là sao? Hai người làm như vậy khiến con rất tức giận." Vương Ngọc Sương bực bội ngồi xuống, nhìn Tiêu Chính Văn ngồi đối diện, tùy ý hỏi, "Anh ta là ai?" Sao anh ta có tư cách ăn cơm cùng chúng ta? Cậu Tiêu trên danh nghĩa là làm vệ sĩ cho nhà chúng ta, nhưng thực tế cũng là bạn của bố, bản lĩnh của cậu ấy tài giỏi, con nên tôn trọng cậu ấy. Vương Thiên Hành nói với vẻ sâu xa. Vốn dĩ cô ta không thoải mái với Tiêu Chính Văn, bây giờ nghe anh chỉ là vệ sĩ trong lòng càng cảm thấy không vui, không nhịn được đứng dậy mắng mỏ, một tên vệ sĩ thôi mà, sao con phải tôn trọng anh ta chứ, anh ta chỉ là người làm công thôi ngọc sương con quá hỗn láo rồi đấy nếu chỉ là một vệ sĩ bình thường bố sẽ coi trọng cậu ấy sao con mau ngồi xuống cho bố xin lỗi cậu tiêu mau vương thiên hành tức giận nói tiêu chính văn là chiến thần mà ông ta cầu thần bái phật còn không được có tiêu chính văn bảo vệ bên cạnh mình tương đương với cái mạng thứ hai của ông ta không ngờ con gái ngang bướng ngổ ngáo quen rồi bây giờ ngay cả khách quý ông ta coi trọng cũng không coi ra gì thật là quá đáng bố lại bắt con xin lỗi một tên vệ sĩ ư ừ, sao con phải xin lỗi anh ta chứ con không xin lỗi đâu vương ngọc sương khoanh tay trước ngực bất mãn quay đầu đi ngọc sương con không được coi thường vệ sĩ vệ sĩ là người đảm bảo an toàn tính mạng của chúng ta đấy khi chúng ta gặp nguy thì họ tới bảo vệ chúng ta họ làm bia đỡ đạn cho chúng ta có người bắt nạt chúng ta thì họ sẽ ra tay giúp chúng ta dạy dỗ đối phương không được cho rằng con sinh ra đã cao quý hơn người, nếu không phấn đấu thì con còn không bằng những vệ sĩ này đâu. Vương Thiên Hành đập bàn đứng dậy nói. chương 934, anh có quen vua Bắc Lương không? Lời nói rõng dạc hùng hồn này chiếm được thiện cảm của rất nhiều vệ sĩ. Thậm chí ngay cả tiêu chính văn cũng phải nhìn Vương Thiên Hành bằng ánh mắt khác, không ngờ ông bố này lại biết lẽ phải ghê. Ngẫm nghĩ một hồi, vương ngọc sương chỉ có thể siết chặt nắm đấm nghiến răng đi đến trước mặt tiêu chính văn lạnh lùng nói với anh một câu tôi xin lỗi con xin lỗi có thể có chút thành ý được không có phải con vẫn chưa biết mình sai ở đâu hay không hả vương thiên hành khá bực mình khi nhìn bộ dạng không cam lòng của con gái mình mặc dù con gái ông ta rất thành thạo trong việc nghiên cứu dự án nhưng cô ta rất ít khi tiếp xúc với mọi người không biết đối nhân xử thế nên mới hình thành nên tính cách cao ngạo vương ngọc sương quả thật không biết mình sai ở đâu bản thân cô ta chẳng qua chỉ mắng vệ sĩ trong nhà thôi mà cô ta nghĩ chỉ cần mình có tiền thì có thể đổi vệ sĩ bất cứ lúc nào mình có lỗi gì chứ nhưng mình là con gái ông ấy thế mà ông ấy chẳng hề bảo vệ con gái mình ngược lại đi nói đỡ cho người ngoài vương ngọc sương ấm ức rơi nước mắt tiêu chính văn thở dài không sao được rồi tất nhiên anh sẽ không cãi nhau với cô chủ nhà này không chỉ là vì không cần thiết mà cũng là vì anh không có ý nghĩ này thật sự xin lỗi là do tôi không dạy dỗ con cái đàng hoàng tôi mời cậu một ly xem như xin lỗi thay con gái vương thiên hành lại rót thêm rượu cho tiêu chính văn mọi người cứ ăn tự nhiên đi con no rồi giận no rồi vương ngọc sương nhìn bố mình cung kính với một vệ sĩ như thế thì càng thêm tức giận đứng dậy rời đi về đến phòng Vương Ngọc Sương càng nghĩ lại càng tức. Thậm chí cô ta còn tìm quản gia để hỏi tại sao bố mình lại có thái độ như thế với vệ sĩ. Đó là vì cậu Tiêu thật sự có bản lĩnh, cũng không phải cô không biết cách làm người của ông chủ. Nếu Tiêu Chính Văn không có bản lĩnh thì tại sao bố cô lại coi trọng cậu ta như thế chứ? Người ta là lính xuất ngũ ở Bắc Lương, không chỉ giỏi võ, hơn nữa dùng súng cũng rất chuẩn, khả năng trinh sát bậc nhất, quan trọng hơn là người ta không thiếu tiền người ta đến đây bảo vệ cho ông chủ và cô chủ chỉ vì muốn giúp đỡ bạn bè mà thôi. Mặc dù mấy lời của quản gia khiến Vương Ngọc Sương biết thêm về sự lợi hại của Tiêu Chính Văn, nhưng cô ta vẫn cảm thấy không phục. Đến tối, cô ta gọi điện thoại cho bạn thân của mình kể khổ. Tịch sao, bố mình đúng là quá đáng lắm luôn, ông ấy làm thế là làm xấu mặt mình trước mặt bao nhiêu người, mình không nuốt trôi cục tức này. Vương Ngọc Sương vừa khóc vừa kể khổ với đối tịch giao bản thân của cô ta. Đối tịch giao không chỉ là bản thân của cô ta mà gia đình cũng là gia tộc quyền quý cao sang. Nghe cô bản thân của mình chịu ấm ức, cô ta đưa ra đề nghị cho bạn mình, mình có cách này, chẳng phải bố cậu nghĩ anh ta rất giỏi sao. Chỉ cần làm anh ta bị đánh một trận, mất mặt một lần thì bố cậu sẽ thay đổi suy nghĩ về anh ta ngay thôi. Sáng sớm hôm sau, Vương Ngọc Sương nói với bố mình, lát nữa con đi chơi bố có thể cho con mượn tiêu chính văn một lát không mượn cậu ấy cùng đi ra ngoài ư có phải con lại muốn dở trò gì không vương thiên hành vừa nghe thế đã biết con gái mình chẳng có ý gì tốt không phải chẳng phải bố nói anh ta là lính bắc lương xuất ngũ sao con có người bạn rất quý binh lính bắc lương nên con muốn dẫn đến cho cậu ấy gặp một lát vương ngọc sương bịa bừa ra một lời nói dối nếu cậu tiêu chịu ra ngoài với con thì hai đứa đi đi vương thiên hành biết con gái mình không phục tiêu chính văn nhưng ông ta không vạch trần mà để cho tiêu chính văn tự giải quyết mặc dù vương ngọc sương không muốn xuống nước tìm tiêu chính văn nhưng vì trả thù tiêu chính văn nên cô ta vẫn làm ra vẻ khách sáo đến cạnh tiêu chính văn nói rõ sự việc mặc dù tôi là lính bác lương xuất ngũ nhưng trong quân đội có rất nhiều chuyện bí mật nên nếu bạn cô hỏi đông hỏi tây tôi thì tôi cũng không thể trả lời được nhưng nếu chỉ muốn gặp tôi thì tôi có thể đi đến đó với cô. Tiêu Chính Văn nói, được. Vương Ngọc Sương thấy anh đồng ý cũng mừng thầm, không hề che giấu niềm phấn khích trên mặt. Vương Thiên Hành thấy Tiêu Chính Văn đi theo sau Vương Ngọc Sương ra ngoài cũng lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Văn. Nếu con gái tôi có làm chuyện gì quá đáng thì cậu hãy tha thứ cho nó, nó còn trẻ người non dạ không hiểu chuyện. Ông yên tâm đi, tôi chưa đến nỗi đi so đo với một cô gái. Tiêu Chính Văn đã biết Vương Ngọc Sương hẹn mình ra ngoài có ý đồ nhưng cũng không quan tâm lắm. Cô Vương, cho hỏi chúng ta phải đi đâu, Tiêu Chính Văn hỏi. Đến hộp đêm thiên đường. Vương Ngọc Sương ra lệnh, Tiêu Chính Văn lái xe đi theo định vị đến hộp đêm thiên đường. Xe vừa dừng lại, Vương Ngọc Sương lặng lẽ gửi một tin cho bản thân của mình là đới tịch giao. Đới tịch giao còn mời một vài lính đặc chủng đã xuất ngũ đến mai phục trước cửa hộp đêm, yêu cầu lính đặc chủng phải bắt Tiêu Chính Văn lại. đến lúc đó sẽ bảo mấy tên côn đồ họ mời đến chói Tiêu Chính Văn lại rồi đánh một trận. sau đó chụp lại bộ dạng nhếch nhác của Tiêu Chính Văn gửi cho Vương Thiên Hành. có lẽ Vương Thiên Hành sẽ nghĩ Tiêu Chính Văn không đáng tin, vô cùng yếu ớt. nghĩ đến đây, Vương Ngọc Sương xuống xe trước bước đến trước cửa. cô ta phải giả vờ bị gã gẫm theo những gì đã bàn bạc. khi Vương Ngọc Sương bước đến cửa hộp đêm. Mấy tên côn đồ mai phục ở đó chạy đến chỗ cô ta. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn túm lấy cổ áo phía sau ôm cô ta vào lòng, rồi xoay người vung chân sang ngang đá mấy tên côn đó chạy đến văng ngã xuống đất. Động tác của anh nhanh nhẹn linh hoạt như mây trôi nước chảy, thậm chí Vương Ngọc Sương vẫn chưa kịp phản ứng thì mấy tên côn đồ đó đã ngã xuống đất. Sau khi bị đá ngã xuống, chúng lập tức rút lưỡi dao trong tay ra lao về phía Tiêu Chính Văn động tác của bọn chúng rất nhanh vì chúng đều từng là lính đặc chủng suốt ngũ thế nên bản lính cũng mạnh hơn người bình thường lưỡi dao lóe sáng cứa vào người tiêu chính văn mấy lần nhưng cơ thể linh hoạt của tiêu chính văn né tránh được từng đòn công kích của đối phương mấy lần nghĩ lưỡi dao đó sẽ đâm vào người tiêu chính văn vương ngọc sương sợ hãi nhắm mắt lại nhưng tiêu chính văn không chỉ tránh được đòn tấn công mà thậm chí còn tấn công trực diện hạ gục hết đám đánh lén trong vòng mấy phút ngắn ngủi cả đám côn đồ đều ngã bẹp dí dưới đất tiêu chính văn tránh được lưỡi dao trong tay chúng một tay túm lấy đầu của một tên côn đồ trong đó rồi hung hăng đập đầu hắn xuống đất máu bắn tung tóe hơn nữa còn lấy lưỡi dao trong tay kề trên cổ đối phương nói ai bảo các anh đến đây nếu các anh dám nói nửa lời dối trá tôi chắc chắn các anh sẽ chết rất thê thảm sát khí trên người tiêu chính văn đột ngột tỏa ra khiến chúng run lẩy bẩy ngay cả Vương Ngọc Sương cũng cảm thấy sợ hãi. Mấy tên côn đồ bị tiêu chính văn đánh này đều là lính đặc chủng được huấn luyện đặc biệt, nên lúc này cũng nghiến răng nghiến lợi không hé môi dù đang đối diện với áp lực từ tiêu chính văn. Tiêu chính văn thấy bọn chúng không chịu nói, đang định ra tay thì bỗng có người ra đến ngăn anh lại. Mau dừng tay lại, do tôi sai bảo đấy. đối tịch giao thấy sắp xảy ra chuyện lớn thì lập tức chạy ra ngăn tiêu chính văn lại. Lúc này Vương Ngọc Sương mới hoàn hồn, nói với Tiêu Chính Văn, anh mau dừng tay lại, họ không phải là người xấu mà là người được tôi mới đến thử anh đấy. Vốn dĩ còn nghĩ có thể nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ lại bị Tiêu Chính Văn đánh ra nông nỗi này. Tôi sẽ nói lại chuyện hôm nay cho bố cô, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đừng mà, đừng nói với bố tôi, nếu bố tôi mà biết, ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua tôi cuối cùng vương ngọc sương cũng biết sợ hôm qua vì cô ta mắng tiêu chính văn mà bố cô ta đã bắt cô ta phải xin lỗi đối phương nếu giờ bố cô ta mà biết cô ta sai người gây rắc rối thì không biết ông ta sẽ phạt nặng đến mức nào vậy được thôi tôi tạm thời không nhắc đến chuyện hôm nay nếu lần sau cô còn dám gây phiền phức cho tôi thì tôi sẽ ra tay không thương tiếc đâu tiêu chính văn buông con dao găm trong tay xuống cười nói với vương ngọc sương Bây giờ anh cũng đã nắm được thóp của cô gái này rồi, sau chuyện này có lẽ Vương Ngọc Sương cũng sẽ tém tém lại. Đới tịch giao đi đến, vừa vỗ tay vừa nói với Tiêu Chính Văn nói, lúc nãy anh rất đẹp trai lại còn ngầu, chỉ trong chốc lát mà đã giải quyết được hết các cao thủ mà tôi mời đến, không hổ là lính suốt ngũ của Bắc Lương. Thế chắc chắn anh đã từng gặp vua Bắc Lương rồi nhỉ, anh ấy thế nào? Có đẹp trai không? Bọn họ cho anh bao nhiêu tiền, tôi ra giá gấp đôi, anh làm vệ sĩ của tôi được không? Đới tịch sao nháy mắt với tiêu chính văn. Cô gái này chạc tuổi Vương Ngọc Sương nhưng lại có vẻ dễ thương hơn Vương Ngọc Sương nhiều. Không chỉ mặc một bộ váy công chúa màu hồng mà đôi mắt to long lanh, cũng trang điểm rất tỉ mỉ, khuôn mặt hình trái xoan như một con búp bê đáng yêu. Xin lỗi nhé, tôi vô giá. Tiêu chính văn cười nói. Ôi trời, vệ sĩ này cũng ngầu quá, cá tính thế. Tôi thích rồi đấy, anh về cùng tôi đi. Đới tịch giao nghe thế không chỉ không giận mà ngược lại còn đi vòng quanh tiêu chính văn. Tiêu chính văn gãi đầu, hai người này đúng là trái ngược nhau. Mặc dù Vương Ngọc Sương trông có vẻ chín chắn, nhưng nội tâm vẫn là một người khá trẻ con. Còn đới tịch giao thì tuy bên ngoài khá đáng yêu giống một cô bé mười mấy tuổi, nhưng tâm tư lại vừa chín chắn vừa tinh tế. Mấy lời này của đối tịch giao không phải là xem trọng tiêu chính văn mà là muốn cướp tiêu chính văn từ chỗ Vương Ngọc Sương. Đúng lúc này, chuông điện thoại của tiêu chính văn bỗng vang lên. Vương Thiên Hành gọi đến, giọng vừa run rẩy vừa hoảng sợ nói, cậu tiêu, xảy ra chuyện rồi. Mấy thế lực ở nước ngoài đã bao vây sở nghiên cứu của chúng tôi, chúng muốn chúng tôi giao số liệu nghiên cứu, nếu không chúng sẽ giết hết người ở đây chương 935, tiêu chính văn thật đáng sợ. Tiêu chính văn nghe xong, nheo mắt lại, nói tôi tới ngay. suốt lời, anh cũng mặc kệ hai người Vương Ngọc Sương và đới tịch giao, chui thẳng vào trong xe, đạp chân ga, động cơ nổ mạnh, chiếc xe lao vụt ra ngoài. Hai người này vừa mới lấy lại tinh thần thì xe của tiêu chính văn đã chạy được một con phố. Hai, tên khốn kiếp, sao có thể bỏ mình lại đây chứ? Tức chết mất, vương ngọc sương tức tối rậm chân khoanh hai tay trước ngực đới tịch giao mắt sáng như sao hai tay ôm má gương mặt si mê nói đẹp trai quá ngọc sương hình như mình yêu anh ấy rồi nghe vậy vương ngọc sương sững sờ quay đầu khinh thường nhìn cô ta nói không có tiền đồ gì cả cậu cả ngày chỉ biết mê trai thôi nhìn thấy trai đẹp là yêu luôn vậy hả đới tịch giao lè lưỡi sau đó hai người cũng gọi xe nhanh chóng đuổi theo Bên này, Tiêu Chính Văn đã lái xe tới phòng nghiên cứu của nhà họ Vương. Két, chiếc xe phanh gấp, tạo vòng cung 180 độ tuyệt đẹp, lốp xe ma sát với mặt đất tạo ra làn khói trắng xóa mù mịt. Dầm, Tiêu Chính Văn đạp cửa xe bước xuống, nhìn một đám vệ sĩ mặc vest đen ngã lăn dưới đất trước cửa phòng nghiên cứu. Anh nhướng mày, vội vàng tiến vào. Đập vào mắt là cảnh tượng phòng nghiên cứu bừa bột, dưới đất vệ sĩ nằm la liệt, chân nước tay rời máu me lênh láng. Còn có rất nhiều người bị trúng đạn. Mà lúc này, tầng 2 của phòng nghiên cứu đột nhiên có đám người mặc trang phục tác chiến màu đen, đeo mặt nạ đen, toàn thân trang bị đầy đủ vũ khí xông ra. Bọn chúng đều có súng và nhắm vào tiêu chính văn ở tầng 1. Lúc đó, một gã đồ con với làn da đen sạm bước ra từ sau mười mấy tên lính đánh thuê này, trong tay còn cầm theo một con dao găm sáng chói, cười lạnh lùng nhìn tiêu chính văn từ trên cao. Cậu tiêu, cứu tôi, cứu tôi. Lúc này, mặt mũi vương thiên hành bầm dập bị người ta lôi ra từ trên tầng 2, treo giữa không chung, toàn thân bè bét máu. Tiêu chính văn ngẩng đầu, hai mắt lóe lên sát khí lạnh lùng, liếc nhìn vương thiên hành đang bị treo trên tầng 2, sau đó ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm đám lính đánh thuê, hắng giọng nói thả người. Gã đầu con đó nhếch mép, cười khẩy, sau đó nhảy từ trên tầng hai xuống. Dầm, hai chân của hắn tiếp đất, sàn nhà liền nứt toác. Nhưng hắn không mảy may bị thương. Tầng này cao ít nhất phải 6 mét, mà hắn nhảy xuống lại không bị thương tí nào. Tiêu chính văn nhướng mày, bất chợt cảm nhận được khí thế bất thường của hắn. Rất trần trụi, bá đạo, vững chắc. Cường giả chiến thần, tiêu chính văn không khỏi nhíu mày. Thế lực sau lưng hắn khá mạnh lại có thể mời được cường giả chiến thần ra tay. Nghe nói mày là vệ sĩ nhà họ vương mới mời đến. Gã đàn ông đô con nói bằng tiếng hoa quốc bập bẹ, giọng điệu cực kỳ khinh thường, nói tiếp, muốn tao thả người thì phải đánh bại được tao. suốt lời. Tên cầm đầu đội lính đánh thuê làm động tác móc tay với tiêu chính văn, thái độ cực kỳ khiêu khích. Vương Thiên Hành bị treo trên tầng 2 kêu la nói, cậu tiêu, cứu tôi đôi mắt tiêu chính văn lóe lên tia sáng lạnh tanh, nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu nói, cường giả chiến thần, nếu ra ngoài thế giới thì đã trở thành một người lỗi lạc. Nhưng hôm nay ông không nên tới đây, bây giờ tôi chỉ cho ông một cơ hội, thả người, cút khỏi hoa quốc. Nếu không hôm nay các ông đều phải chết ở nơi này. Ha ha ha, tên cầm đầu lính đánh thuê nghe vậy liền cười phá lên, cực kỳ kiêu ngạo nói tốt lắm. Người Hoa Quốc quả nhiên rất ngạo mạn, nếu đã như vậy tao sẽ đích thân ra tay đánh mày tàn phế cho mày biết người Hoa quốc chỉ biết ba hoa khoác lác trên thực tế lại chỉ là đám kiến hôi yếu đuối xuất lời dầm hai chân của tên cầm đầu lính đánh thuê đó dẫm mạnh xuống đất gạch xứ dưới đất đều bị lực lớn làm vỡ tung sau đó hắn siết chặt nắm đấm như sấm sét lao thẳng vào mặt Tiêu Chính Văn Vương Thiên Hành đang bị treo trên tầng 2 lúc này thấy động tác của tên cầm đầu lính đánh thuê, cũng hết sức sợ hãi, lòng trùng xuống. Quá, quá mạnh. Những tên lính đánh thuê đứng trên ban công tầng 2 cũng buông lỏng cảnh giác, lạnh lùng nhìn đòn tấn công của đại ca bọn chúng vào Tiêu Chính Văn. Trước đây, bọn chúng đã được chứng kiến năng lực của tên cầm đầu. Chưa từng thất bại, cơ bản là bị một đòn giết chết nhưng cảnh tượng của dây tiếp theo khiến bọn chúng hết sức kinh ngạc. Tiêu chính văn đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy, chỉ điềm tĩnh nhấc tay, bốp, anh vững vàng bao lấy nắm đấm của tên cầm đầu đội lính đánh thuê. Một tiếng bịch cực lớn vang lên. Nắm tay của hắn bị nổ tung trong tay của tiêu chính văn, như quả đạn đại bác bùng nổ dưới mặt đất. Nhưng điều khiến tất cả mọi người phải hít sâu một hơi đã xảy ra. Cú đấm này không hề làm tổn thương đến tiêu chính văn thậm chí anh không cần phải di chuyển nửa bước điềm nhiên đứng tại chỗ như cũ nụ cười tự tin của tên cầm đầu đội lính đánh thuê lập tức đông cứng lại không thể nào hắn giận dữ gầm lên muốn rút nắm đấm ra tấn công vào tiêu chính văn lần nữa nhưng ngay sau đó hắn mới phát hiện ra nắm đấm của hắn không thể rút ra được vì đã bị tiêu chính văn nắm chặt tiếp theo trong ánh mắt kinh hoàng của hắn là nụ cười lạnh lùng của tiêu chính văn anh nói, ông đã mất đi cơ hội để sống sót. Sứt lời. Tiêu chính văn phát lực trên nắm đấm. Giang giác. Anh đã bóp vỡ nắm đấm của tên cầm đầu đội lính đánh thuê. Khoảnh khắc này, nắm đấm như bao cát lớn bị bóp vỡ, máu me bè bét. Tên cầm đầu kêu gào thảm thiết, đột nhiên nhấc chân muốn đá vào ngực của tiêu chính văn. Nhưng, lại thêm một tiếng răng rắc vang lên. Tiêu chính văn còn hành động nhanh hơn hắn, anh nhấc chân đá vào đầu gối của tên cầm đầu. Chân của hắn bị gãy trong chớp mắt, quỳ dạp dưới đất. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của tên cầm đầu, tiêu chính văn giơ tay, con dao găm trên hông anh đột nhiên bay ra, vù vù xuyên qua cổ họng của hắn, một lượng lớn máu tươi chảy ra, sau đó con dao cắm phập xuống mặt đất cách đó 5 mét. Sàn nhà đã bị con dao găm cắm làm nứt toác. Còn tên cầm đầu trừng lớn hai mắt, máu tươi từ cổ họng phun ra hắn còn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì đã ngã phịch trong vũng máu mất đi sự sống cảnh này đã làm tất cả mọi người chấn động mạnh mười mấy tên lính đánh thuê trên tầng hai gần như đồng loạt nổ súng vào tiêu chính văn nhưng điều khiến bọn chúng càng kinh ngạc hơn đã xảy ra tiêu chính văn nhướng mày ánh mắt bừng bừng sát khí tiếp đó anh giơ tay những viên đạn đang bay tới đột ngột dừng lại giữa không trung con dao quân đội nằm cạnh trong tay anh bắn thẳng ra, uốn lượn như rắn, thân mình lóe sáng, bay vút xuyên qua ngực của mười mấy tên lính đánh thuê trên tầng 2. Bịch bịch bịch, những tên lính đánh thuê này lộn nhào rơi từ trên tầng 2 xuống đất, máu nhuốm đỏ cả sàn nhà. Chỉ trong thời gian rất ngắn, anh đã giải quyết xong tất cả. Vương Thiên Hành bị treo trên không trung sợ hãi trợn mắt há mồm. Tiêu, tiêu chính văn mới là sát thần chương 936, tung lưới tóm gọn. Ngay sau đó tiêu chính văn dơ tay lên, còn dao quân đội năm cạnh cắt đứt sợi dây thừng, vương thiên hành rơi từ trên không trung xuống, ông ta gào lên vì hoảng sợ. Nhưng lúc ông ta phản ứng lại thì đã được tiêu chính văn đỡ được ông ta. Cậu tiêu, tôi sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức này. Sau khi anh buông ra thì Vương Thiên Hành quỳ xuống đất đập đầu với Tiêu Chính Văn tiêu chính văn vội vàng đỡ ông ta dậy nói trách nhiệm của tôi mà số liệu nghiên cứu an toàn chứ vương thiên hành đứng dậy lau mồ hôi và máu trên mặt nói an toàn rất an toàn dù phải liều mạng tôi cũng không giao số liệu nghiên cứu ra đâu tiêu chính văn gật đầu lúc này vương ngọc sương và đới tịch dao chạy vào nhìn thấy cảnh tượng máu me trước mặt cũng ít sâu một hơi sau đó mùi máu tanh nồng sộc vào mũi Hai người bèn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Lúc hai người tạm ổn nhìn thấy Vương Thiên Hành cả người be bét máu, Vương Ngọc Sương mới hốt hoảng chạy đến gào khóc bố, bố không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vương Thiên Hành lắc đầu cười nói, bố không sao, may mà cậu Tiêu đến kịp chứ không con cũng không còn gặp được bố rồi. Nghe thế, Vương Ngọc Sương quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó cúi người 90 độ nói, anh Tiêu cảm ơn anh đã cứu bố tôi tôi xin lỗi về những chuyện trước đó mong anh hãy bảo vệ chúng tôi tiêu chính văn nhìn vương ngọc sương nói ừ tôi sẽ bảo vệ cả hai vương ngọc sương này chỉ quen thói kiêu ngạo chứ tính cách vẫn khá tốt lúc này đới tịch giao đứng bên cạnh si mê ngưỡng mộ nhìn tiêu chính văn bằng ánh mắt đắm đuối người đàn ông này mạnh mẽ quá mình rất thích anh ta muốn có được anh ta cậu tiêu tiếp theo chúng ta làm sao đây? Vương Thiên Hành rè rặt hỏi. Bây giờ ông ta hơi hối hận rồi. Tiêu Chính Văn ngẫm nghĩ nói, tối nay bắt gọn hết cả đám. Nghe anh nói vậy, Vương Thiên Hành khẽ giật lông mày, cơ thể hơi run, hiển nhiên đã đoán được Tiêu Chính Văn định làm gì. Thế nên ông ta lo lắng hỏi, cậu Tiêu, cậu chắc chứ? Tiêu Chính Văn chỉ khẽ cười. Sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Long nói, Hắc Long, nhanh chóng tập hợp 5.000 quân Hắc Long đến bảo vệ biệt thự nhà họ Vương. Tối nay tôi muốn toàn bộ thế lực nước ngoài bí mật lẻn vào Hoa Quốc phải biến mất trên mảnh đất mà ngay cả thánh thần cũng không thể xâm phạm này. Được, tôi lập tức điều động binh lính cho cậu. Hắc Long đáp, tối hôm đó 5.000 quân Hắc Long được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng nhân lúc trời tối phục kích gần biệt thự nhà họ Vương. Buổi chiều cùng ngày, Tiêu chính Văn Bảo Vương Thiên Hành cố ý truyền một vài thông tin ra ngoài là tối nay kỹ sư ở biệt thự nhà họ Vương và quân khu Hoa Quốc sẽ thay đổi hướng chuyển số liệu dự án tên lửa đạn đạo. Đương nhiên cũng nói rằng biệt thự nhà họ Vương sẽ có quân đội hùng hậu canh gác. Lúc này trong vòng năm dặm biệt thự nhà họ Vương, một số thế lực nước ngoài đang bí mật xuất phát đến biệt thự nhà họ Vương. Những người này đều là quân đoàn lính đánh thuê và tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài chúng đều trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc. Chưa đến 10 phút, chúng đã xuất hiện cách biệt thự nhà họ vương 1.000 mét. Thậm chí mấy thế lực nước ngoài đã biết và nhìn thấy nhau rồi. Nhưng mọi người đều lý trí không ra tay với nhau, thậm chí còn ăn ý quyết định ai có bản lĩnh thì người đó lấy số liệu nghiên cứu đi. Lúc này trong biệt thự nhà họ Vương, Vương Thiên Hành căng thẳng đi qua đi lại trong phòng khách, hai tay để ra sau lưng, chán ướt đẫm mồ hôi còn tiêu chính văn lại bình thản ngồi trên ghế sofa xem trận đấu bóng vương ngọc sương cũng khá căng thẳng và lo lắng ngồi một bên nhìn bố mình đi qua đi lại bố bố đừng đi qua đi lại thế nữa con chóng mặt quá vương ngọc sương nói vương thiên hành sắp sốt ruột đến chết mất nhìn tiêu chính văn ngồi trên sofa hỏi cậu tiêu cậu không lo lắng chút nào sao cậu truyền tin tức ra ngoài như thế sợ là tối nay mười mấy thế lực nước ngoài đó sẽ xông vào đây mất tiêu chính văn vẫn bình thản nói không sao tôi tự có sắp xếp của mình sắp xếp gì vương ngọc sương hỏi trong lòng cô ta bây giờ tiêu chính văn là người đàn ông đáng tin cậy để dựa vào nhất tiêu chính văn nhìn cô ta nói lát nữa cô sẽ biết câu nói này càng khiến vương thiên hành lo sợ cũng vào lúc này bỗng có mấy vệ sĩ từ bên ngoài chạy vào căng thẳng nói, ông chủ, bọn tôi phát hiện có mấy thế lực đáng nghi trong vòng 1.000 mét, chắc là thế lực nước ngoài. Chúng ta phải làm sao đây? Vương Thiên Hành nghe thế cũng sốt ruột đáp lời, ngăn lại. Nhất định không được để chúng xông vào, bảo mọi người tập hợp hết ở trước cổng. Phải nhớ đây là cuộc chiến một mất một còn, chiến đấu vì Hoa Quốc. Vâng, mấy vệ sĩ đó lập tức gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài lúc này vương thiên hành đã không ngồi yên được nữa ông ta nhìn tiêu chính văn nói cậu tiêu rốt cuộc cậu định làm gì chúng đã đến rồi tiêu chính văn khẽ cười nói ông chủ vương đừng gấp gáp nóng vội chỉ mới bắt đầu thôi mà cùng lúc đó mấy thế lực nước ngoài ở bên ngoài biệt thự liếc nhìn đồng hồ chuẩn bị xông thẳng vào biệt thự mấy tổ chức sát thủ cứ như báo săn mồi trong đêm tối nhanh chóng chạy qua rừng cây xanh hóa trèo lên tường rồi xông vào biệt thự nhưng, sau khi mấy sát thủ này vào đến bên trong thì không có động tĩnh gì nữa. Trong phạm vi 500 mét của toàn bộ biệt thự đều chìm trong yên tĩnh. Tổ chức sát thủ trong bóng đêm và những người còn lại nhìn nhau. Đại ca, chuyện gì thế? Một sát thủ trong đó khó hiểu hỏi. Tên thủ lĩnh của tổ chức sát thủ cao mày, vung tay lên trầm giọng nói các cậu lên đi. Trong phút chốc, bốn năm tên sát thủ lại xông vào trong, trèo lên tường, động tác rất nhanh nhẹn. Nhưng, ngay tức khắc chúng không có động tĩnh gì. Lúc này mấy tổ chức sát thủ khác mai phục xung quanh đều sởn tóc gáy. Ngay sau đó, thi thể của mười mấy tên sát thủ đã trèo tường vào trong trước bị ném từ trong biệt thự ra. Tất cả đều đã chết. Hơn nữa đều là một dao chí mạng. Lúc này mấy thành viên của tổ chức sát thủ đó đều hít sâu một hơi. Sao, sao lại thế này? Trong biệt thự có cao thủ. Chúng ta có rút lui hay không? Thoáng chốc mấy sát thủ này đều nhìn đại ca của mình. Đại ca đó cũng xa sầm mặt mày, sự lạnh lùng toát ra từ hai hàng mày nói, rút cái gì mà rút. Nhiệm vụ lần này là 50 triệu tệ, các cậu đi đâu mà kiếm được số tiền đó. Cùng xông vào đi, tôi không tin nhà họ vương nhỏ bé này có bản lĩnh mời được cao thủ. Dứt lời, mấy sát thủ tổ chức gần đó đều nhìn nhau, sau đó quyết định cùng nhau tấn công bốn năm sát thủ lập tức lao vào trong nhưng khi chúng nhảy lên tường mới há hốc mồm nhìn rõ cảnh tượng trong biệt thự mấy hàng binh lính được trang bị đầy đủ đứng xếp hàng ngay ngắn trên bãi cỏ của biệt thự đang cầm súng chĩa vào chúng mẹ kiếp chạy thôi mấy tên sát thủ đó hô lớn một tiếng rồi xoay người nhảy xuống dưới nhưng đội trưởng mấy hàng binh lính đó đã vung tay lên hô, nổ súng. chương 937, một tên cũng không tha trong nháy mắt. Păng păng păng, tiếng súng chấn động, loạt đạn dày đặc bắn chết toàn bộ sát thủ vừa nhảy lên tường. Những sát thủ này căn bản không có thời gian phản ứng, toàn bộ đều ngã xuống đất. Thế nhưng tất cả những chuyện này cũng chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bên ngoài biệt thự, binh đoàn lính đánh thuê vẫn mai phục trong bóng tối lúc này nhìn thấy lửa đạn mút trời từ bên trong biệt thự còn cả một số sát thủ không kịp chạy thoát thân đều bị bắn chết hết thì cũng đầm đìa mồ hôi lạnh chuyện này cũng quá dọa người rồi nhỉ mặc dù bọn họ là lính đánh thuê quốc tế nhưng cũng không thể chết như vậy được trong nháy mắt mấy tổ chức sát thủ này gần như đều bị tiêu diệt hết cứ thế những binh đoàn lính đánh thuê còn lại đều đưa mắt nhìn nhau do dự có nên xông ra hay không. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước cửa chính biệt thự nhà họ Vương. Tiêu chính văn, anh chắp tay sau lưng, sát khí ngút trời, quét mắt nhìn bốn phía, sau lưng cũng có một đoàn binh lính vác súng trên vai. Lúc này, ánh mắt anh giống như sao trời nhìn thẳng vào trong màn đêm đen, sau đó mở lời, các vị, nếu đã tới rồi thì đừng có giấu đầu hở đuôi nữa tôi chỉ cho mấy người thời gian một phút để suy nghĩ thôi, hoặc là lập tức rút khỏi Tây Sa, rút khỏi Hoa Quốc. Hoặc là bỏ mạng tại nơi này. Một câu nói giống như tiếng sấm vang vọng khắp không gian. Câu nói này đầy sức uy hiếp. Đám sát thủ và cả binh đoàn lính đánh thuê đang ẩn nấp trong màn đêm, cùng đưa mắt nhìn nhau. Được, bọn chúng chỉ có vài người như thế, sợ cái gì? Xông lên, giết chết hắn, lấy số liệu về đây. Đúng, giết, giết hết toàn bộ bọn chúng. Một giây sau, binh đoàn lính đánh thuê lao ra từ trong màn đêm, xông thẳng về phía mấy người tiêu chính văn. Thế nhưng bọn chúng vừa mới đứng dậy. Păng păng păng, những tiếng súng vang dội như xé rách màn đêm u tối. Những tên lính đánh thuê vừa mới đứng dậy chuẩn bị xông đến giết tiêu chính văn chúng đạn ngay giữa chán, ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống vũng máu. Xạ thủ bắn tỉa, có xạ thủ bắn tỉa. Lúc này, đám lính đánh thuê trở nên hoang mang, lập tức ngồi xổm lên mặt đất, ẩn nấp vào trong bóng tối. Ở gần biệt thự nhà họ Vương, Tiêu Chính Văn đã cho sắp xếp 100 xạ thủ bắn tỉa từ lâu. Những sát thủ và lính đánh thuê ẩn nấp trong màn đêm sớm đã bị Tiêu Chính Văn nắm rõ như lòng bàn tay. Tiêu Chính Văn nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói, còn 20 giây cuối cùng. Câu nói này khiến cho toàn bộ đám sát thủ và binh đoàn lính đánh thuê trong bóng đêm đều trở nên căng thẳng, chán không tự chủ được mà đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng không một ai đứng ra lựa chọn đầu hàng. Dù gì bọn chúng cũng là binh đoàn lính đánh thuê nổi tiếng của quốc tế, sẽ không dễ dàng bị tiêu chính văn dọa nạt. Nhìn thấy thời gian sắp hết, tiêu chính văn lạnh lùng nói: "3, 2, 1. Rất đáng tiếc, mấy người đã đưa ra lựa chọn sai lầm." Giết! Câu nói cuối cùng của tiêu chính văn giống như tiếng sấm chấn động khắp không gian. Ngay sau đó, rầm rầm trong màn đêm, bốn bể biệt thự nhà họ Vương đột nhiên xuất hiện một đoàn binh lính quân Hắc Long đều được trang bị vũ trang. Trong nháy mắt, 5.000 quân Hắc Long đã hoàn toàn bao vây xung quanh phạm vi 3 km. Tổ chức sát thủ và binh đoàn lính đánh thuê ẩn nấp trong màn đêm kia lúc này mới phản ứng trở lại, bọn họ đã bị bao vây rồi từ trên cao nhìn xuống có thể trông thấy tổ chức sát thủ và binh đoàn lính đánh thuê giải rác kia đều đã bị quân hắc Long vây hãm. Chúng kế rồi, chạy mau, giết hết, giết hết. Trong nháy mắt, tổ chức sát thủ và binh đoàn lính đánh thuê đó cùng tiến về một phía để phá vòng vây. Păng păng păng, bịch bịch bịch, tiếng súng lập tức vang lên, khói lửa ngất trời. Cuộc chiến đã bùng nổ. Thế nhưng, chỉ trong vòng 10 phút, tổ chức sát thủ và binh đoàn lính đánh thuê đã bị 5.000 quân Hắc Long tiêu diệt hoàn toàn. Cuối cùng khi đếm lại số người thì trong 5.000 quân Hắc Long chỉ có vài người trúng đạn, số còn lại đều không hề bị thương. Mà lúc này, trên bãi cỏ của biệt thự nhà họ Vương đã chất đầy khoảng 200 cái xác. Toàn bộ đều là thế lực bên ngoài biên giới. Hai bố con Vương Thiên Hành và Vương Ngọc Sương khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sợ tới mức nửa ngày trời cũng không thốt nên lời đồng thời sự tôn kính đối với tiêu chính văn ở trong lòng bọn họ cũng tăng thêm một bậc nếu như không có tiêu chính văn thì đêm nay chắc chắn nhà họ vương đã bị tiêu diệt lúc này tiêu chính văn giảo bước đi tới trước mặt một tên đội trưởng của binh đoàn lính đánh thuê đã bị bắt cúi đầu nhìn hắn rồi lạnh lùng hỏi mày thuộc binh đoàn lính đánh thuê nào tên đội trưởng có huyết thống người châu á cười lạnh lùng rồi mắng chửi mẹ kiếp Tao đến từ quân đoàn tử sĩ lãng khách của gia tộc Miyamoto thuộc đế quốc Đại Linh. Tao khuyên mày tốt nhất lập tức thả tao ra, nếu không quân đoàn tử sĩ lãng khách của tao nhất định sẽ báo thù. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng và lửa giận mút trời. Bốp, Tiêu Chính Văn giơ chân đạp lên ngực và bụng của gã đàn ông đó, đá văng hắn ra xa mười mấy mét, dầm một tiếng, va vào một bức tường rồi mới ngã lên đống đổ nát gã đàn ông đó vùng vẫy bò lên từ trong đống đổ nát, vẻ mặt phẫn nộ, máu nhuốm đầy mặt, ôm lấy ngực gầm lên, chó chết. Mày đáng chết. Bốp. Thế nhưng, một giây sau, trong ánh mắt kinh hoàng của hắn, tiêu chính văn lao đến giơ chân đạp thẳng vào đầu của đối phương, mạnh mẽ ghi đầu hắn lên bãi cỏ, đưa một nửa gương mặt của hắn cắm vào trong đất. Sau đó, tiêu chính văn từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nói, một nước bại trận nhỏ bé mà cũng dám tự xưng đế quốc đại linh trước mặt tao. Trận chiến 100 năm trước chúng mày đã thua rồi, bây giờ vẫn còn dám đặt chân vào Hoa Quốc và làm chuyện xấu xa. Lẽ nào cô Izumi Terushita của chúng mày đã quên lời thề với Hoa Quốc sau thất bại của trận chiến 3 năm trước rồi hay sao? Nghe vậy, gã đàn ông đó run bần bật, ra đầu tê dần, Cô Izumi Terushita là sĩ quan chỉ huy tối cao của chiến khu trong nước bọn chúng. Trận chiến 3 năm trước là một cuộc chiến tranh bí mật. Là trận chiến mới chống lại Hoa Quốc do bọn chúng lên kế hoạch. Thế nhưng, rất đáng tiếc là nó đã bị quân phá Long Bắc Lương của Hoa Quốc bóp nát rồi. Sau chuyện đó, cô Izumi Terushita cũng lập lời thề tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa. Đương nhiên, chuyện này cũng không có bao nhiêu người biết là cơ mật của quân đội. Mà gia tộc Miyamoto của binh đoàn lính đánh thuê lãng khách bọn chúng cũng là một trong số những người châm ngòi cho cuộc chiến đó. Vậy nên bọn chúng mới biết được một chút thông tin. Người đàn ông trước mắt là ai? Tại sao lại biết chuyện này? Mày, rốt cuộc là ai? Tao nói cho mày biết, gia tộc Miyamoto của bọn tao là một gia tộc lớn hàng đầu trong nước nếu như mày dám làm gì tao thì gia tộc Miyamoto nhất định sẽ phát lệnh truy sát mày. Nghe vậy, tiêu chính văn lạnh lùng nói, gia tộc Miyamoto, hừ. Dù Miyamoto Chiro có ở đây đi nữa thì cũng không dám nói với tao như vậy. Nếu đã như vậy thì tao sẽ cho mày được tỏa nguyện. Nói xong, tiêu chính văn rút điện thoại ra, bấm số của Long Ngao, lạnh lùng ra lệnh, lập tức thông báo cho thành viên phải tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê lãng khách ngoài ra cũng không được bỏ qua cho gia tộc Miyamoto. chương 938, chiến trường lớn ngoài lãnh thổ. Nghe thấy lời này của tiêu chính văn, thành viên binh đoàn lính đánh thuê lãng khách của đế quốc đại linh đang bị anh dẫm dưới chân, cười lạnh lùng nói thằng ngu. Mày đang đùa với tao đấy à? Mày nghĩ mày là ai mà có thể tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê lãng khách bọn tao và gia tộc Miyamoto chứ? Đúng là trò hề, cười chết mất, hắn hoàn toàn không tin trên đời này có sức mạnh nào có thể tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê lãng khách và gia tộc Miyamoto trong vòng 30 phút. Gia tộc Miyamoto là một trong tám gia tộc lớn của đế quốc Đại Linh. Nắm trong tay quyền kiểm soát quân khu Đông Dương của đế quốc Đại Linh. Tuy nhiên, tiêu chính văn lại cười khinh, gọi người mang tới một chiếc ghế, sau đó ngồi xuống trước mặt người đàn ông đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. 20 phút sau, điện thoại của tiêu chính văn vang lên, anh bật loa ngoài, Long ngao nói, Long vương. Binh đoàn lính đánh thuê lãng khách đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Gia tộc Miyamoto cũng gần như bị giết sạch, cơ bản rất khó để có thể trở mình lần nữa. Vì gia tộc Miyamoto còn có một số cường giả chủ soái nên chúng tôi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Tiêu chính văn nói, cứ như vậy đã, coi như dạy cho gia tộc Miyamoto một bài học nói xong tiêu chính văn cúp điện thoại sau đó nhìn người đàn ông ngã trên mặt đất nói binh đoàn lính đánh thuê lãng khách và gia tộc miyamoto đã bị tiêu diệt bây giờ mày còn thấy nực cười không người đàn ông lúc này đờ đẫn giống lên mày nói bậy mày chỉ đang dở trò trước mặt tao thôi tao không tin bọn người hoa quốc chúng mày là xảo quyệt nhất không tin sao tiêu chính văn nở nụ cười lạnh lẽo anh dùng điện thoại di động tra tin tức nóng hổi nhất về đế quốc Đại Linh rồi ném cho người đàn ông. Người đàn ông nhìn lướt qua bản tin trên điện thoại di động liền bị dọa sợ mất mật, cả người đổ mồ hôi hột. Trong các bản tin, trụ sở của binh đoàn lính đánh thuê Lãng khách đã biến thành một biển lửa. Gia tộc Miyamoto cũng bị tiêu diệt bởi một thế lực bí ẩn. Ngay cả bức tượng điêu khắc thờ tổ tiên của gia tộc Miyamoto cũng bị vỡ tan tành hiện trường hết sức tan hoang thương vong nhiều vô kể nhìn thấy cảnh tượng này người đàn ông hoàn toàn hoảng sợ trong tích tắc hắn quỳ xuống đất không ngừng quỳ lại tiêu chính văn xin anh rộng lượng tham mạng tôi ngu dốt quá sau này tôi không bao giờ dám nữa toàn bộ đều là kế hoạch của gia tộc miyamoto không liên quan gì tới tôi cả xin anh tha mạng cho tôi với tuy nhiên sắc mặt tiêu chính văn lạnh lùng đứng dậy nói ở trên mảnh đất hoa quốc này bất cứ ai còn sống cũng sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của người đế quốc đại linh chúng mày. Đối với chúng mày, chỉ có dùng mạng sống của mình mới có thể trả được món nợ máu trăm năm trước. Chẳng phải đế quốc đại linh chúng mày rất có tinh thần võ sĩ sao? Tự sát đi. Sứt lời, tiêu chính văn ném một con dao găm về phía đối phương. Người đàn ông nhìn con dao găm phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo rơi trên mặt đất, không khỏi run lên bần bật. Ngay lập tức, khóe mắt hắn lóe lên vẻ lạnh lùng, cầm dao găm định đâm tiêu chính văn. Nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng súng vang lên, xạ thủ bắn tỉa từ xa đã nổ sung, viên đạn xuyên thẳng qua huyệt thái dương của tên lính đánh thuê. Phịch một tiếng, tên lính đánh thuê ngã trong vũng máu. Tiêu chính văn rừng dưng nhìn cảnh tượng này, thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời nói. Người Hoa Quốc không cách nào thay mặt các vị liệt sĩ và các anh hùng đã khuất nhận lời xin lỗi của chúng mày muốn xin lỗi thì chúng mày chỉ còn đường xuống địa ngục thôi lúc này hai bố con vương thiên hành và vương ngọc sương thấy nguy hiểm đã được giải quyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm sau khi dặn dò vài lời tiêu chính văn liền lên đường rời khỏi tây xa hắc long tạm thời rời khỏi chiến khu nam lĩnh ra nước ngoài tham gia cuộc thi liên hợp của quân đội vì vậy tiêu chính văn đã điều động long nhị từ bắc lương chuyển sang chiến khu nam lĩnh tạm thời tiếp quản vị trí của Hắc Long. Điều đáng nói là sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Vương Ngọc Sương và Đới Tịch Giao ngày nào cũng nghĩ về anh. Một người bị mắc kẹt trong hố sâu không thể tự giải thoát, một người chỉ đơn thuần là sùng bái. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại không hề biết. Lúc này anh đã về tới Giang Trung và nghỉ ngơi trong biệt thự hai ba ngày. Trong suốt thời gian đó, anh vẫn ở bên Nana, nhân tiện huấn luyện Khương Vi Nhan. Tuy nhiên, ba ngày sau, Tiêu Chính Văn bất ngờ nhận được mệnh lệnh của Thủ trưởng Quân đội Hoa Quốc, yêu cầu anh đến Mỹ Quốc tham gia hội thảo quân sự 12 quốc gia. Nội dung cuộc họp liên quan đến những bí mật quan trọng. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không biết tí gì về bí mật này. Thủ trưởng, rốt cuộc đây là cuộc họp gì mà thần bí như vậy chứ? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Thủ trưởng ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, Tiêu Chính Văn, đã đến lúc cậu nên biết một số chuyện rồi nghe thấy lời này tiêu chính văn im lặng thủ trưởng tiếp tục nói cậu có biết bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ không bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ sao tiêu chính văn nhíu mày vẻ mặt căng thẳng nói tôi chưa tìm hiểu là nơi nào vậy thủ trưởng nói đó là bốn chiến trường tu la là nơi chỉ có tàn sát chỉ có máu chảy chỉ có sự sống và cái chết Bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ là bốn chiến trường bí mật nhất trên thế giới. Ở đó có thể giao chiến nhau bằng vũ khí lạnh, hoặc cũng có thể tàn sát nhau bằng vũ khí nóng. Trong bốn chiến trường lớn, chiến đấu không ngừng và tồn tại mới là mục tiêu cuối cùng. Bất cứ ai còn sống sót từ bốn chiến trường lớn đều là cường giả vô địch đã từng tắm trong biển máu. Khi nghe được những lời này, vẻ mặt của Tiêu Chính Văn càng trở nên u ám và nghiêm nghị hơn anh chưa từng nghe nói đến bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ. Thủ trưởng, tại sao tôi chưa từng nghe nói đến khu vực đó chứ? Tiêu chính văn cao mày hỏi. Thủ trưởng trả lời, bởi vì đây là bí mật được giữ kín bởi cả 12 cường quốc hàng đầu thế giới. Ngoại trừ một số nhân vật hàng đầu của các quốc gia, những người còn lại đều không biết. Nói chính xác, bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ này và thế giới cậu đang sống có vài phần khác nhau. Để tránh gây ra những hoảng loạn không cần thiết, 12 quốc gia đã quyết định cùng nhau giữ bí mật này. Cứ 5 năm một lần, mọi người sẽ cử một loạt các cường giả hàng đầu được lựa chọn bởi các quốc gia khác nhau để tham gia chiến trường ngoài lãnh thổ, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tiến hành một cuộc huấn luyện tàn khốc nhất. Chỉ những người sống sót trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ mới có thể trở thành người bảo vệ các quốc gia. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn đã hiểu được phần nào hay nói cách khác bốn chiến trường ngoài lãnh thổ này là nơi rèn luyện thông qua tàn sát lẫn nhau để chọn ra cường giả nhưng cũng đâu cần phải thần thần bí bí như vậy chứ có lẽ bởi vì biết tiêu chính văn đang suy nghĩ gì thủ trưởng lại dặn dò thêm tiêu chính văn tôi không thể nói chi tiết hơn về chiến trường ngoài lãnh thổ tuy nhiên ông nội cậu năm xưa cũng đã từng tham gia hơn nữa còn rèn luyện trong đó những ba năm ba năm sau ông ấy từ chiến trường trở về đã là cường giả thiên vương rồi à đúng rồi sau khi ông nội cậu trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ ông ấy còn quay lại đó thêm một năm nữa ông ấy chính là người đầu tiên trong lịch sử của hoa quốc có thể trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ rồi tiếp tục trở lại chiến trường ông nội cậu rất mạnh mẽ mạnh hơn nhiều so với những gì mà cậu và chúng tôi nghĩ khi nghe thấy những lời này trái tim tiêu chính văn khẽ run lên không ngờ, ông nội cũng đã từng đặt chân đến chiến trường ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, còn đến đó những hai lần. Vậy còn cuộc họp này thì sao?" Tiêu Chính Văn hỏi. Thủ trưởng nói, thời hạn 5 năm đã đến, bốn chiến trường lớn ngoài lãnh thổ sắp mở ra để chào đón cường giả mới trở lại. Khi đó, 12 quốc gia chúng ta sẽ một lần nữa lựa chọn ứng cử viên mới tiến vào chiến trường này lần này cậu đến mế quốc chính là để đại diện cho Hoa Quốc tham gia buổi lễ nghênh đón sự trở lại của cường giả ngoài lãnh thổ. chương 939, đội quân tinh nhuệ. Tiêu chính văn gật đầu đáp, tôi hiểu rồi. Thủ trưởng lại dặn dò thêm vài lời, đúng rồi tiêu chính văn, buổi lễ nghênh đón sự trở lại của cường giả ngoài lãnh thổ lần này chắc chắn sẽ có một số kẻ lén lút làm chuyện mờ ám. Cậu phải chuẩn bị cho kỹ, các cường giả trở lại từ ngoài lãnh thổ là ưu tiên hàng đầu bất kể trong trường hợp nào cũng không được phép để xảy ra chuyện ngoài ý muốn rõ tiêu chính văn đáp lại rồi cúp điện thoại sau đó anh bắt đầu suy nghĩ về chuyện này chiến trường ngoài lãnh thổ ngay giây sau điện thoại di động của tiêu chính văn nhận được tin nhắn từ quân đội hoa quốc trong đó có thông tin chuyến bay và địa điểm của cuộc họp ngày mai anh phải đi mỹ quốc buổi tối tiêu chính văn nói chuyện này với khương vi nhan Khương Vi Nhan cũng bận rộn chuẩn bị hành lý cho Tiêu Chính Văn. Sáng sớm ngày hôm sau, Long Nhất đã di chuyển từ chiến khu Bắc Lương đến Giang Trung, đồng thời mang theo chiến bảo hoa văn rồng xanh của Tiêu Chính Văn và một thanh kiếm. Sau đó, Tiêu Chính Văn chia tay Khương Vi Nhan, cùng Long Nhất và Long Ngao đến Mỹ Quốc. Cùng lúc ấy, tại Sơn Trang Ly Long ở Tây Sa, Hán Vương đang chơi cờ với một ông lão. Đúng lúc này, người đàn ông trung niên mặc áo khoác ngắn màu đen bước nhanh vào, đứng ở bên cạnh Hán Vương, thì thầm nói, Hán Vương, tôi vừa nhận được tin tức tình báo, vua Bắc Lương đã tới mế quốc tham gia cuộc họp nghênh đón sự trở lại của cường giả ngoài lãnh thổ. Ông xem, chúng ta có hành động không? Nghe vậy, Hán Vương đi quân ngựa trong tay, sau đó hít mắt nói, tiêu chính văn đi mế quốc sao? Tham gia cuộc họp nghênh đón sự trở lại của cường giả ngoài lãnh thổ à? Đúng vậy, Người đàn ông nọ nghiêm túc gật đầu. Hán Vương im lặng, nghĩ ngợi một hồi rồi nói, "Cậu thu xếp đi." "Vâng." Người đàn ông trung niên nghe thấy lời này, lập tức cúi người rời khỏi sảnh chính. Buổi chiều cùng ngày, ông ta bay sang Mỹ Quốc đàm phán với một vị tướng quân của chiến khu Mỹ Quốc. Henry Robert, tướng quân cấp 3 sao của Mỹ Quốc, hết sức kinh ngạc, không ngờ trợ thủ thân cận của Hán Vương tiền nhiệm của Hoa Quốc lại đến Mỹ Quốc gặp mình. Tướng quân Henry Robert hỏi, không biết ông thượng quan từ xa đến tìm tôi là có chuyện gì? Tôi đến đây là muốn nói với ông một tin tức chấn động. Thượng quan hổ nghiêm mặt nói. Một tin tức chấn động, chấn động đến mức nào chứ? Henry Robert bình tĩnh pha một tách trà đen, cúi đầu nhấp một ngụm. Chủ soái Bắc Lương đã xuất hiện trên lãnh thổ Mỹ quốc các ông, hơn nữa hắn còn đang ở trong phạm vị quản lý của ông. Thượng quan hổ nói những lời này của ông ta dọa cho henry robert sợ đến mức nuốt nước bọt suýt nữa thì bị sạc chết tại chỗ ông ta ngơ luôn rồi tại sao vua bắc lương lại xuất hiện ở trên lãnh thổ bọn họ chứ tại sao hắn lại ở đây vậy henry robert hơi căng thẳng ông đừng lo lắng lần này vua bắc lương tới chỉ dẫn theo hai thuộc hạ thôi thượng quan hổ bật cười nói chỉ ba người thôi á trái tim đang treo ngược của Henry Robert lúc này mới buông xuống. Nhưng thực lực của vua Bắc Lương không coi thường được đâu. Tôi nghĩ ông nên làm việc thận trọng vào, hy vọng các ông có thể trừ khử được hắn. Khóe miệng thượng quan hổ nhếch lên, nở nụ cười nham hiểm. Nụ cười này khiến Henry Robert không thoải mái lắm, rõ ràng là thượng quan hổ và vua Bắc Lương đều đến từ Hoa Quốc, nhưng thượng quan hổ này lại muốn giết đối phương dường như nội bộ mỗi quốc gia đều xảy ra vô số tranh chấp và rắc rối lớn nhỏ tôi hiểu rồi tôi sẽ điều động tất cả lực lượng khiến hắn không rời khỏi mỹ quốc được ánh mắt henry robert lóe lên sát khí đây là cơ hội tuyệt vời để trừ khử vua bắc lương đồng thời cũng là thời điểm tốt nhất để làm suy yếu sức mạnh của hoa quốc nếu giết được vua bắc lương thì sức mạnh của quân phá long bắc lương sẽ giảm đi đáng kể lúc này Tiêu Chính Văn đã đến Mế Quốc từ lâu và ở trong một khách sạn. Long Ngao bước nhanh vào trong phòng, cung kính nói, Long Vương, Điện Thần Long ở Mế Quốc vừa gửi tin tình báo, người của Hán Vương đã liên lạc với Henry Robert, có vẻ như họ đang bí mật lên kế hoạch trừ khử chúng ta. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày cười khinh, quả đúng như Thủ trưởng đã đoán, có những kẻ không chịu an phận mà. Chuẩn bị thật chua đáo, tới bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Gió, Long Ngao nhận được mệnh lệnh, liền nhanh chóng quay người đi sắp xếp. Đêm đó, Henry Robert đã liên lạc với tướng lĩnh của các quốc gia khác để họ chỉ huy quân đội tham gia. Ông ta sợ vua Bắc Lương sẽ trả thù, cũng lo lắng nếu lần này không giết được tiêu chính văn thì sẽ bị anh đánh ngược lại. Vì vậy, ông ta định kéo thêm nhiều người xuống nước, để bọn họ đứng cùng chiến tuyến với ông ta, tấn công tiêu chính văn. Đế quốc Tam Địch, Đế quốc Đại Linh, đế quốc phá lan. Tập hợp quân đội của 8 quốc gia và gần 30.000 lực lượng vũ trang. Tham gia vụ việc có rất nhiều đặc vụ FCI và lính siêu của Hải quân Mỹ Quốc. Ngoài ra còn có đại sư võ thuật và cường giả chiến thần, thậm chí là các tông sư võ thuật và cường giả chủ soái của chiến khu. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là giết Tiêu Chính Văn. Tin tức chúng tôi điều tra được là Tiêu Chính Văn hiện đang ở trong khách sạn, hơn nữa vừa hay lại ở gần ngoại ô thành phố. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng là có thể giết chết hắn mà thần không biết quỷ không hay. Lúc này Henry Robert đang ngồi trong phòng tư lệnh, thảo luận với đám người về cách bố trí chiến lược. Trong phòng họp có sự góp mặt của những các vị tướng lĩnh đến từ 8 quốc gia, nhưng bọn họ đều nghe theo Henry Robert, vì dù sao ông ta cũng là tổng chỉ huy của lần hành động này. Henry Robert chỉ ra vị trí của tiêu chính văn, ông ta nói rằng sẽ cho cảnh vệ hẹn tiêu chính văn ra ngoài, tốt hơn hết là đưa anh vào phòng thẩm vấn để thẩm vấn, sau đó bọn chúng sẽ lén tiếp quản. Làm như vậy có thể làm giảm đáng kể thương vong, đồng thời có thể tránh liên lụy tới dân thường. Tại sao chúng ta không xông vào luôn chứ? Nhớ hắn phát hiện ra rồi bỏ chạy mất thì sao? Có người lên tiếng hỏi. Henry Robert lắc đầu và nói, nếu tấn công trực tiếp trong khách sạn, nhiều người vô tội sẽ bị liên lụy chúng ta không thể làm như vậy được. Bọn họ đều là tướng lĩnh của các quốc gia khác, nên dù có liên quan đến dân thường vô tội, họ cũng không bị phạt. Nhưng ông ta lại là tướng quân của Mỹ quốc, nếu như liên lụy đến công dân của Mỹ quốc thì địa vị của ông ta tất yếu sẽ bị lung lay. Tôi lại nghĩ là ông cho cảnh vệ tới khách sạn tìm hắn thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Chúng ta phái một đội lính đặc trùng lẻn vào phòng của hắn, giết chết hắn là xong có người đưa ra ý kiến khác. Nhưng tôi nghe nói thực lực của vua Bắc Lương không hề yếu đâu. Trên chiến trường, hắn là một cao thủ một trọi mười nghìn kẻ địch đấy, cử mỗi một đội lính đặc trùng có đủ không vậy? Henry Robert hỏi với vẻ lo lắng. Không thành vấn đề, chúng ta mai phục ở xung quanh luôn, chỉ cần hắn định chạy, nhất định sẽ bị chúng ta vây lại rồi tiêu diệt. Hơn nữa, các ông sợ hắn chứ tôi thì không sợ nhé. Đội lính đặc chủng của tôi có thực lực rất mạnh, hạ được vua Bắc Lương là điều đương nhiên. Lần này chúng tôi còn dẫn theo cả cường giả chiến thần và cường giả chủ soái cơ mà. Người đang nói chính là tướng lĩnh đế quốc Tam Địch. Ông ta rất nóng lòng cho đội lính đặc chủng đến khách sạn bắt tiêu Chính Văn. Nếu hạ được Tiêu Chính Văn, đây sẽ là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời của ông ta. Bởi vì bọn họ được coi là quốc gia gần nhất với Hoa Quốc mỗi lần đụng độ với quân bắc lương là lại phải cúi gằm xuống để không bắt gặp ánh nhìn của đối phương nếu lần này có thể giết được vua bắc lương và ném đầu của anh trước mặt quân bắc lương chắc chắn sẽ gây ra một đòn đau về mặt tinh thần cho bắc lương mà bản thân ông ta có thể sẽ được quốc gia phong làm nguyên soái ông ta sẽ trở thành tồn tại vô cùng vẻ vang chỉ nghĩ đến cảnh tượng này thôi mà ông ta đã hết sức hào hứng rồi vậy được nếu ông đã tự tin như thế thì để đội lính đặc trùng của ông lẻn vào khách sạn và chém đầu vua Bắc Lương đi. Henry Robert dùng tay làm dao, chém trong không khú. Tướng lĩnh đế quốc tam địch cũng bật cười, yên tâm đi, trong vòng chưa tới 10 phút, vua Bắc Lương chết là cái chắc. Bọn họ đang thảo luận trong phòng họp thì đội quân tinh nhuệ do đế quốc tam địch phái đi đã lặng lẽ đến khách sạn. Đội quân tổng cộng có 5 người, bọn họ đến khách sạn với tốc độ rất nhanh, leo lên tầng một cách nhẹ nhàng rồi tiến đến phòng của Tiêu Chính Văn. Gã đội trưởng làm động tác, phá cửa xông vào rồi bắn luôn. chương 940, cơn cuồng nộ. Lúc này, trong phòng họp, tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa là có thể nghe được tin vui từ họ. Tướng lĩnh đế quốc tam địch cúi đầu nhìn thời gian, khóe miệng khẽ nhách lên mỉm cười. Đội lính đặc trùng mà ông ta điều động qua đó đều là những thành viên ưu tú trong quân đội, bọn họ không chỉ tham gia nhiều vụ chặt đầu quy mô lớn mà tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu vua bắc lương của hoa quốc thực sự chết trong tay mình thì xếp hạng quân sự của đế quốc tam địch mình phải tăng hẳn mấy bậc ấy chứ đợi khi nào về nước mình sẽ được hoàng đế phong làm tư lệnh toàn tam địch tướng lĩnh của đế quốc tam địch rất sung sướng thậm chí còn mơ ước được thăng quan tiến chức và trở nên giàu có đừng vui mừng quá sớm phải biết rằng thực lực vua Bắc Lương không hề yếu. Đừng nói là phái đội lính đặc trùng tiến vào, cho dù phái một sư đoàn đến bao vây hắn, có lẽ hắn cũng thoát ra được. Có người nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của ông ta mà không nhịn nổi lên tiếng đả kích. Đúng là tiểu đội lính đặc trùng bình thường thì không thể đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ được, nhưng đội của tôi là lực lượng lính đặc trùng nổi tiếng nhất đế quốc tam địch đấy. Chắc các ông cũng biết tên của bọn họ thôi. Tương lĩnh đế quốc tam địch cố tình nói lấp lửng. Chẳng lẽ là... Đã có người đoán được tên của đội lính này, vẻ mặt ông ta đã lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một người khác tiếp lời của ông ta, hỏi chẳng lẽ là đội lính mà các ông cử đi là tiểu đội rắn bạc sao? Nghe đến danh hiệu rắn bạc, vẻ mặt của đám người rất mất tự nhiên, dường như bọn họ có chút kiêng kỵ đối với cái tên này. Tiểu đội rắn bạc á chính là đội lính chỉ cần 5 người đã tiêu diệt được hang ổ của chùm ma túy quốc tế năm ấy sao? Henry Robert không thể không bắt đầu xem trọng đội lính này. Không chỉ vậy, đội lính này còn có thành tích đáng sợ hơn cơ. Chẳng hạn như chỉ với 5 người, bọn họ đã từng can thiệp vào cuộc chiến giữa hai cường quốc, cuối cùng đạt được mục đích kết thúc chiến tranh bằng cách chặt đầu hai vị tướng chính. Thượng quan hổ tiếp lời của họ. Trên thực tế, đội lính này có nhiều chiến tích đáng kinh ngạc hơn, chỉ là chưa được tiết lộ. Vì một số chiến tích của họ quá mức ảo diệu nên có kể ra thì cũng chẳng ai tin. Còn một nguyên nhân nữa là do tin tức bị đánh bại bởi một tiểu đội năm thành viên quá mức xấu hổ, nên một số quốc gia sẽ không dễ dàng tung ra tin tức. Nhưng phải nói rằng tiểu đội rắn bạc quả thực là một lưỡi dao sắc bén, một thế lực đáng để mọi người xem trọng. Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của ông ta, các tướng lĩnh khác đều chìm trong suy nghĩ. Bọn họ thấy hơi hối hận, sớm biết thì bọn họ cũng đã phái đội lính đặc trùng tinh nhuệ nhất của quốc gia mình đi ám sát vua Bắc Lương. Xét cho cùng, anh cũng là cường giả được mệnh danh là tướng chính thống lĩnh chiến khu mạnh nhất Hoa Quốc, nếu có thể giết chết anh, sau khi về nước hẳn là được vinh danh vì lập được thành tựu lớn. Nhưng đáng tiếc là tướng lĩnh đế quốc Tam Địch đã vượt lên dẫn trước, cử tiểu đội rắn bạc đi để đối phó với tiêu chính văn. Cứ như vậy, họ đã đánh mất một cơ hội tốt để đóng góp cho quốc gia. Nếu đội lính của tôi thực sự thành công, thì tôi mời mọi người đi ăn một bữa, coi như là buổi tiệc ăn mừng thành công của chúng tôi. Tướng lĩnh đế quốc Tam Địch thậm chí còn đã suy nghĩ đến đại tiệc ăn mừng. Ngay khi ông ta đang cười tự mãn, đột nhiên tai nghe truyền đến một tin tức. Chờ đã, đội lính của tôi vừa liên lạc, có vẻ như họ đã hoàn thành nhiệm vụ tướng lĩnh đế quốc tam địch phấn khích đặt tai nghe xuống bàn đồng thời cố tình nhấn chế độ mở loa ngoài chúng ta cùng nhau lắng nghe những tin tức thú vị này nhé mặc dù những người khác không tình nguyện nhưng cũng đều tập trung vào tai nghe của ông ta alo alo không biết các ông có nghe thấy không sau đó giọng nói của tiêu chính văn phát ra từ tai nghe những người khác không khỏi sướng sở khi nghe thấy giọng nói này nếu tôi không nhầm thì đám người này là thuộc hạ đế quốc Tam Địch các ông nhỉ? tiểu đội rắn bạc cũng khó nhận phết đấy, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn những trang bị mà ông đã gửi cho tôi. giọng nói khinh thường và lười biếng của Tiêu Chính Văn vang lên. gương mặt của tướng lĩnh đế quốc Tam Địch lúc này đen như đít nồi. vốn dĩ ông ta định khoe thành tích với đám người có mặt, nhưng không ngờ người của chính mình đều bị Tiêu Chính Văn giết ngược lại, thế thì còn gì là khoe thành tích nữa? mất mặt chết đi được đây không chỉ là một mình ông ta mất mặt mà cả thể diện quốc gia cũng mất sạch bíp sau khi tiêu chính văn cắt đứt liên lạc anh liền buộc chiếc tai nghe liên lạc trên tay vào một con mèo hoang rồi ném nó ra ngoài để làm dối định vị theo dõi của đám người tướng lĩnh đế quốc tam địch định lấy lại chiếc tai nghe nhưng ngay sau đó chiếc tai nghe này lại truyền đến một loạt tin nhắn sau đó tai vang lên tiếng gầm thét của hoàng đế đế quốc tam địch chẳng phải ông nói là kế hoạch này không có sơ hở nào sao tại sao người của tiểu đội rắn bạc lại chết hết hả ôi hoàng đế tôi thực sự xin lỗi tôi đã đánh giá thấp thực lực của vua bắc lương tướng lĩnh đế quốc tam địch liên tục xin lỗi xin lỗi tôi thì có ích lợi gì người ông nên xin lỗi là những thành viên tinh nhuệ đã bỏ mạng kia kia chỉ vì nhiệm vụ lần này của ông thất bại mà nước ta đã mất đi năm nhân tài chuyện này ông phải chịu trách nhiệm đối phương là vua bắc lương của hoa quốc ông lại đi đánh giá thấp thực lực của hắn ông ngông cuồng đến mức nào vậy tôi nói cho ông biết nếu vua bắc lương còn chưa chết thì lần này ông không cần phải về nước nữa hoàng đế đế quốc tam địch nổi cơn giận lôi đình khiến các tướng lĩnh khác trong phòng họp chỉ qua tai nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của ông ta giờ phút này sắc mặt của tướng lĩnh đế quốc tam địch hết sức u ám đây không chỉ là xấu hổ mà có thể nói là ông ta đã làm mất hết thể diện của quốc gia. Ha ha, tiếc thật đấy, tôi còn tưởng là được ăn bữa tiệc mừng thành công của ông cơ. Này, ông phải cố gắng lên, hoàng đế các ông đã nói rồi, nếu không tiêu diệt được vua Bắc Lương thì ông khỏi phải về nước nữa. Thực ra ở lại mế quốc cũng khá tốt ấy chứ. Chúng tôi rất hoan nghênh những người bạn nước ngoài, nếu ông muốn tìm việc thì tôi cũng có thể giới thiệu cho ông ngay cả henry robert cũng không nhịn được mà nói đều một câu đừng vội cười trên nỗi đau của tôi các ông phải biết rằng vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ là làm sao giải quyết được vua bắc lương tướng lĩnh đế quốc tam địch bị chế giễu đến mức không ngóc đầu lên được chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề hắn vừa sử dụng tai nghe của tiểu đội rắn bạc để nói chuyện với chúng ta tai nghe và vũ khí của tiểu đội rắn bạc có hệ thống định vị tiên tiến của quốc gia chúng tôi Thông qua hệ thống định vị này, chúng ta có thể nhanh chóng xác định được vị trí của hắn. Tướng lĩnh đế quốc Tam địch nói xong liền cất tai nghe đi. Tôi sẽ gửi vị trí của hắn cho các ông, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng hợp lực để giết hắn. Tướng lĩnh đế quốc Tam địch gửi dữ liệu trong tai nghe vào điện thoại di động và đưa cho các tướng lĩnh có mặt cùng xem. Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang lang thang giữa các con phố với tốc độ cực nhanh hắn định bỏ chạy đấy, chúng ta bắt đầu từ những hướng này, nhất định sẽ giết được hắn. Ngoài ra, cử cả cường giả chiến thần và cường giả chủ xoáy đi, chúng ta không được để hắn còn sống mà rời khỏi nước mế quốc. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 47